yêu em nhưng phải buông tay giới thiệu vắng tắt 8 năm của anh ở Quảng Đông. Đến đọc trang web của anh đi. Chương 1 Thân tình không còn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Liên, là vợ cũ của tôi, chúng tôi đã xa nhau gần 30 năm, cô ấy là người thuận đức Quảng Đông. Con gái sếp tôi Cuốn sách này là cuốn tự truyện của tôi, kể về câu chuyện của tôi và vợ cũ của tôi. Tôi và vợ cũ của tôi ở Quảng Đông vẫn làm ăn thu mua đồ điện gia dụng cũ, sau đó chậm rãi thu mua đồ cổ cũ. Đồ nội thất cổ, chúng tôi có tham vọng lớn, muốn mua một căn nhà ở Phật Sơn. Sống tốt nhé. Nhưng sau đó mua đồ cổ chúng tôi bị người ta làm cục. Bị lừa hơn 200 ngàn. Giấc mơ mua nhà tan vỡ, còn mượn 80.000 tệ. Quý lợi càng lăn càng nhiều. Trả không nổi từng ngày bị tên cặn bã quấy rầy đòi nợ không có cách nào sống để trốn nợ tôi và vợ cũ bị tách ra vợ cũ của tôi liên có họ hàng ở hồng kông tôi năn nỉ cô ấy trốn sang hồng kông dưới sự giới thiệu của bạn bè tôi đi khắp nơi làm công tránh né nợ quý lợi nhưng làm công một tháng chỉ có hai ba trăm đồng muốn trả hết tiền lãi quý nói dễ vậy sao lần chia tay này chính là ba mươi năm thật sự là quay người lại chính là cả đời a. À. Cuốn sách này bắt đầu khi tôi và vợ cũ mới quen nhau. Đó là giữa mùa hè năm 1994. Tôi làm công ở cầu phiên Ngu Quảng Đông, làm hơn một tháng một phân tiền công cũng không lấy được. Đốc công còn không thả tôi đi, tôi cảm thấy cứ tiếp tục làm như vậy. Lãng phí tuổi trẻ, lãng phí cuộc sống. Làm nô lệ cho người khác. Tôi không cam lòng, có một lần thừa dịp đốc công dẫn chúng tôi đi kéo ống xi măng xe đi qua một cây cầu lớn tôi ở trong xe tải liều mạng đập cửa buồng lái nói muốn đi vệ sinh phải kéo quần tài xế dừng xe tôi liền không chút do dự nhảy xuống xe nhảy xuống sông mặt sông rất rộng trong sông khắp nơi đều có hồ lô nước tôi ôm một đống lớn hồ lô nước xuôi sông mà xuống nước sông chảy rất nhanh bơi nửa giờ khí lực toàn thân tôi hao hết cảm giác được mình đang chậm rãi chìm xuống đáy sông khi đó ông chủ tôi lái thuyền xi măng đào cát sông ở cầu phiên ngu phát hiện tôi nhảy xuống sông cứu tôi ra ông tới trên thuyền xi măng đầy cát sông sau đó ta liền theo lão bản của ta đi tới thuận đức đại lương trấn đến thị trấn đại lương ông chủ thuê tôi làm công nhân cho sa trường của ông ta mỗi ngày sàn cát có khách hàng đến mua cát thì xếp lên xe bản thân lão bản mỗi ngày vẫn lái thuyền đào cát đi phiên ngu đông hoàng đào cát sông sếp tôi chỉ có một cô con gái alen khi ông chủ chạy thuyền đào cát không có ở nhà liên liền trở thành ông chủ của tôi trải qua hơn hai tháng ở chung quan hệ của hai chúng tôi càng ngày càng tốt chị liên dạy tôi lái xe máy dạy tôi nói tiếng quảng đông đi chợ mua thức ăn cũng mang theo tôi cùng đi hôm đó liên mua thức ăn xong về đến nhà Hãy để tôi ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Cô xào xong đồ ăn bưng lên. Lấy một chai rượu ra khỏi tủ. Nói. Vị quan minh, ba em xuống sông đào các mấy ngày rồi không về nhà, muốn tìm người uống rượu cũng không tìm được. Anh cứ uống với em đi. Vị quan minh, anh đến nhà em làm công cũng đã hơn hai tháng. Tại sao chưa bao giờ thấy anh viết thư hoặc gọi điện thoại về nhà? Tôi cười khổ lắc đầu, nói. Lúc tôi còn rất nhỏ, cha ruột của tôi giao cho dì nuôi dưỡng. Từ nhỏ theo dì tôi lớn lên, lúc 15 tuổi từ Cam Túc trở về An Huy, dì tôi lúc đó muốn tôi hòa nhập vào gia đình nguyên sinh. Đáng tiếc không hòa nhập được. Đại ca nhìn tôi trái nhìn phải không vừa mắt. An Huy gia đình nguyên sinh của tôi khi đó rất nghèo, đại ca tôi tuổi cũng không còn nhỏ, muốn kết hôn. Giữ tôi ở nhà. Lo lắng xem mắt nhà gái không muốn liền tìm mọi cách đuổi tôi đi. Gia đình như vậy tôi còn muốn hắn làm gì? Tôi nhớ hình như năm 89 chị tôi kết hôn, anh trai tôi cũng không muốn tôi tham gia hôn lễ của chị tôi. Tôi sẽ không đi nếu không muốn tôi tham gia. Nhưng sau đó nghĩ đến chị tôi đối xử với tôi rất tốt, chị tôi gả đến mỏ than Hoài Bắc. Anh rể tôi là công nhân mỏ than Hoài Bắc. Vào năm 89, lương của thợ mỏ rất cao nghe nói có mấy trăm mấy ngàn đấy. Chị tôi cũng coi như từ nay về sau có thể sống những ngày tốt lành. Nhưng đại ca ta lo lắng ta có thể đi chiếm tiện nghi của tỷ tỷ ta. Chị tôi sau khi kết hôn cuộc sống khá hơn, có thể sẽ giúp tôi. Tôi không muốn tham dự đám cưới của chị tôi. Lúc đầu tôi không muốn đi. Cho đến trưa. Vẫn là nhìn không được đi nhị tẩu ta oán giận ta nói ngươi như thế nào trễ như vậy mới đến a à, tỷ tỷ ngươi đã được tỷ phu ngươi đón dâu đón đi rồi lúc ấy trong lòng rất khó chịu đại ca ta nhị ca ta cũng không muốn nói cho tỷ tỷ ta rốt cuộc gã đi hoài bắc nơi nào còn không phải coi thường ta lo lắng ta nghèo đi tìm em gái tôi chị tôi có một trái tim nhân hậu chắc chắn sẽ tài trợ cho tôi hay gì đó ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của chị tôi và anh rể tôi Người nghèo là như vậy. Cái gì mà máu mũ tình thâm chứ? Anh em ruột nào? Tất cả đều là xì hơi. May mắn là bạn không có anh chị em. Từ nhỏ đã là một người. Cha con lại đối với con vô cùng tốt, vô cùng yêu thương. Vì anh cả đời không tái hôn. Bạn không thể cảm nhận được sự đấu đá giữa anh chị em. Tất nhiên rồi. Quảng Đông các anh sống giàu có có lẽ giữa anh chị em sẽ không xảy ra chuyện lục đục như vậy nơi đó nghèo lắm họ hàng anh chị em đều là tính toán lẫn nhau nào có tình thân gì đáng nói a à? a à liên nghe ta kể xong có chút không tin nói không thể nào cho dù ngươi vẫn rất nghèo anh ruột của ngươi không có khả năng đề phòng ngươi như vậy dù sao cũng là do một mẹ sinh ra a à? tôi uống một ngụm rượu và thở dài nói ai tôi ở bên ngoài rất nhiều người hỏi thăm tình hình gia đình tôi tôi đều nói tôi là trẻ mồ côi tôi không có người thân lúc còn đi học ở yến lộ chị tôi luôn nói nhà gì tôi thật tốt nói anh họ tôi thật tốt có gì mà không dạy nổi chứ không phải là công nhân làm việc ở xưởng in thành phố hn sao cậu xem cô ấy ghen tị kia mẹ tôi là cô út tất nhiên mẹ tôi nói là mẹ nuôi của tôi kỳ thật cũng chính là tiểu cô của ta ngay khi em gái tôi anh trai tôi nhắc đến mẹ tôi chính là một trận hạ thấp nói nhà cô tôi nghèo nhiều lắm chính là quan minh mệnh khổ mệnh khổ ngươi còn tìm tiểu cô ngươi vay tiền lúc ấy nhà chúng tôi từ cam túc xa như vậy trở về bố tôi không được giao việc trong thôn lại không cho đất đai một đại gia đình năm người không có thu nhập kinh tế. Có thể nói đã đến tuyệt cảnh. Bố tôi ở độ tuổi 50. Còn phải ra ngoài làm công. Đến Hồ Nam. Đi mở mấy ủi đất cho chiến hữu cũ. Kiếm được ít tiền gửi về nhà. Anh trai tôi còn đi tìm mẹ tôi mượn, mẹ tôi bị bệnh. Đều luyến tiếc đi bệnh viện Linh Bích khám. Đại ca ta không mượn được. Trở về liền mắng mẹ tôi. Chửi trước mặt tôi anh nói xem gia đình này tôi còn ở lại thế nào máu nào đặc hơn nước kệ mẹ nó a liên nghe mà không hiểu ra sao nói con một hồi cô con một hồi mẹ con đều cho ta nghe mơ hồ rồi tôi nói từ nhỏ tôi đã lớn lên theo cô tôi cứ gọi cô tôi là mẹ trong lòng tôi coi cô tôi là mẹ ruột mà chuyện này có gì mà mơ hồ chứ sau khi từ cam túc trở về cô tôi muốn tôi hòa nhập với gia đình nguyên sinh liền đưa tôi về gia đình nguyên sinh cũng bởi vì họ sống ở phố yến lộ tôi đến trường trung học yến lộ rất gần tương đối thuận tiện nhưng đến nhà mẹ tôi mượn tiền không mượn được mắng mẹ tôi trước mặt tôi cái gọi là đại ca như vậy nếu là ngươi trong lòng ngươi nghĩ sao a liên gật đầu nói theo như ngươi nói đại ca ngươi đích xác không phải là người tốt tôi nhìn không được hung hăng nói cũng không phải là một thứ chó cũng không bằng cho nên sau đó tôi cùng đại ca tôi cãi nhau một trận làm sủi cảo ăn đều phải giấu đi cho tôi ăn cháo ngô bánh bột ngô đen đậu tương hay là bởi vì tôi đi học quên mang sách về nhà lấy sách vở đều phát hiện không thấy một mình hắn vụng trộm ăn sủi cảo đâu. Cái quái gì vậy? Buổi tối hôm đó tôi liền ầm ĩ với hắn một trận lớn. Vậy đuổi tôi cút. Cút thì cút. Có cái gì không dậy nổi? Cho rằng tôi nguyện ý ở lại nơi đó như vậy à, buổi tối hôm đó trời cũng mưa. Chị gái tôi ở phía sau đuổi theo tôi. Nói trời mưa, anh chạy đi đâu? tôi không để ý tới bọn họ cũng không muốn về nhà tôi không muốn mẹ tôi biết rằng tôi đã phải chịu đựng những điều tồi tệ trong nhà mẹ đẻ của tôi và đi bộ một mình đến thị trấn cố định trong mưa và leo lên một chuyến tàu chở than đoàn tàu vận chuyển hàng hóa kia đến ga phổ khẩu nam kinh thì dừng lại trạm phố khẩu có rất nhiều nhân viên bảo vệ mặt đồng phục đường sắt tôi không nói là tôi ăn cắp giúp tôi đánh tốt hơn đánh tôi sắp không đi được nữa rồi. Kể từ lúc đó, tôi căm ghét anh trai tôi. Chính là thâm nhập cốt tủy. Hắn căn bản không phải là đồ vật. Liên nghe xong lời tôi nói, nhìn không được thở dài. Nói. Trước kia con còn thường nói với ba con. Để ba con lấy một người vợ khác. Con thấy người khác có anh trai, có em trai, có chị gái, có em gái. Trong lòng miễn bạn có bao nhiêu hâm mộ nghe ba nói như vậy trong lòng đều có chút bội phục ba con tôi nhìn không được cười nói còn nhà đầu ngốc cả ngày còn nói mẹ ngốc con cũng không suy nghĩ một chút vạn nhất ba con thật sự cưới vợ sinh con trai hoặc con gái như vậy ở trong mắt mẹ kế con con chính là cái đinh trong thịt chính là người còn lại nhiều nhất trong nhà con làm sao có thể hạnh phúc được mẹ kế con hận không thể ngày mai lập tức gã ra ngoài không bao giờ trở lại cái nhà này nữa đến lúc đó ba con chỉ sợ cũng không làm chủ được cho dù ba con muốn giữ con lại nhưng mẹ kế của con sẽ nói với ba con có mẹ hay không mẹ có mẹ hay không mẹ đến lúc đó mẹ xem con phải làm sao bây giờ lan lè lưỡi vì sợ hãi nói anh đừng làm tôi sợ quảng đông chúng tôi bên này ông chủ có tiền người ta bao sữa hai bao sữa ba đều có bên ngoài không biết có bao nhiêu con riêng cũng không thấy đuổi con gái ruột của mình ra ngoài tôi nói rất khó nói nha bất cứ chuyện gì cũng không sợ vạn nhất anh tốt nghiệp đại học trình độ văn hóa cao hơn tôi hẳn là biết câu chuyện của lưu bang lưu bang làm hoàng đế sủng ái một người phụ nữ gọi thích phu nhân Thích phu nhân sinh cho Lưu Bang một đứa con trai. Thích phu nhân liền mỗi ngày ở trước mặt Lưu Bang thổi gió bên tai. Để Lưu Bang phế đi thái tử kia. Lập con trai của mình Lưu Như Ý làm thái tử. Tìm thư uyển www chấm com sau đó nếu không phải tiêu hà khổ khuyên. Đoán chừng Lưu Bang đã phạm vào hồ đồ. Huống chi chuyện nhà người khác. Sẽ nói cho anh biết sao làm sao anh biết tạm biệt bánh mì sữa ba trong nhà người ta còn sống hạnh phúc a liên im lặng không lên tiếng không nói gì để đối phó hai chúng tôi đang ăn tối điện thoại nhà a liên vang lên liên nhận điện thoại điện thoại là khách hàng gọi tới nói là muốn tới mua cát sông bố của liên không có ở nhà lại kéo tôi đi uống rượu với ông các bãi cát không được quản lý chỉ có hai con chó sói lớn bị xích ở đó. Khách hàng gọi điện thoại về nhà. Liên vội vàng thu dọn bát đũa. Khởi động xe máy. Mang theo hai người chúng ta tới xa trường. Lan nhận tiền của khách hàng. Tôi cầm sẻn sắt lên xe cho khách hàng. Sau khi xếp xe xong, khách hàng nhìn tôi và nói với Liên. Anh chàng người nước ngoài trong nhà cô từ đâu đến? Có muốn làm việc không? nhà tôi có mấy ngàn viên gạch phải chuyển lên tầng 3. Tạm thời không tìm được công nhân. Tôi thấy công nhân trong nhà cô thật sự rất lực lưỡng. Vóc dáng cao như vậy. Chắc chắn có thể làm được. Hai con mắt to mờ ảo của A Liên nhìn tôi. Giống như đang hỏi ý kiến tôi. Tôi liền không chút do dự nói. Tôi đi. Đang chuẩn bị đi theo ông chủ khách hàng. A Liên kéo tôi lại hỏi khách hàng ba nghìn viên gạch chọn lên tầng ba anh trả bao nhiêu tiền khách hàng nói dựa theo giá thị trường nhảy một nghìn viên gạch hai mươi a liên tức giận nói không được chỉ một chút thôi vậy trung tâm thương mại nhà tôi đến khách hàng khác mua cát thì ai giả bộ chẳng lẽ để cho ta một nữ tử đi giả bộ khách hàng nhìn liên nói em gái thị trường là như vậy đó A Liên một tay kéo ống tay áo của ta. Nói. Nếu thị trường là giá thị trường này, vậy anh đi chợ tìm người đi. Chúng tôi không đi. Chương 2 Cứu rỗi chi lộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khách hàng mua hà sa thấy A Liên không muốn cho tôi đi, có chút không vui. Chăm chọc khiêu khích nói. Mùi mùi tử, che chở hắn như vậy, có phải coi trọng hắn hay không? liên tức giận sờ sẻn, để khách hàng đi nói nếu không đi là thả chó khách hàng mỉm cười lái máy kéo nông nghiệp đi sau khi khách hàng đi rồi tôi nói với liên cô làm gì vậy không muốn tôi đi thì tôi không đi sao cô lại lấy sẻn đánh người ta a à, liên lườm ta một cái nói con người ngươi a chính là ngốc 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 còn nói mình đọc rất nhiều sách ta thấy ngươi chính là một người đọc sách ngốc tối nay ở xa trường hảo hảo nhìn ta đi về trước tâm tình ta không tốt ngươi đừng tới tìm ta tôi đã hứa ngày hôm đó mãi cho đến khi trời tối cũng không có khách hàng nào khác đến mua cát buổi tối ngủ trong căn phòng sắt ở xa trường nửa đêm con chó ở bãi cát đột nhiên sủa điên cuồng tôi đẩy cửa ra thấy bên ngoài xa trường có mấy người mặc quân phục ngụy trang tới thay đèn pin. Để tôi mở cửa. Tôi uống tiếng chó sủa. Mở cửa. Mấy người mặc quân phục ngụy trang tiến vào sân xa trường, một người trong đó mặc quân phục ngụy trang hướng ta kính lễ. Nói. Chúng tôi nhận được báo cáo. Anh không có giấy phép tạm trú. Phải đưa anh đến đại đội trị an. Sau đó cũng không cần ta nhiều lời. Đẩy tôi vào một chiếc xe lồng sắt đến đại đội trị an trấn thuận đức đại lương trên quảng trường trong sân đại đội trị an mật mật ma ma ngồi xổm một hai trăm người trên quảng trường một cái mặt ngụy trang người lớn tiếng thét to toàn bộ ngồi xổm xuống toàn bộ ngồi xổm xuống thắt lưng rút ra cởi giày ra người ngồi xổm trên quảng trường từng người một làm theo hơn nửa giờ sau lại đây một chiếc xe lớn người bên cạnh nói đây là muốn đưa chúng tôi đến trạm thu nhận và trục xuất thị trấn Nhạc Tông. Trong lòng ta cực kỳ hoảng. Hỏi người ngồi xổm dưới đất bên cạnh tôi, không phải nói muốn gọi điện thoại tìm người đến chuột sao. Người ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh tôi nói, đúng vậy. Dù sao tôi cũng không có ai đến nộp phạt. Nghe nói đều phải áp đến Nhạc Tông Trấn. Lúc ấy trong lòng ta thật sự rất hoảng, rất hoảng. Nhìn không được đứng lên hỏi mặt quân phục Tràng Ri không phải nói có thể gọi điện thoại cho người đến giao tiền sao người mặc đồ rằng ri đi qua hung hăng đạp tôi một cước nói cho anh nói chuyện chưa ngồi xổm xuống đến thị trấn nhạc tồng rồi nói ở đây chúng tôi mặc kệ những chuyện đó đêm đó hơn một trăm người ngồi xổm trên mặt đất lên hai chiếc xe lớn đưa chúng tôi đến thị trấn lê tồng đến thị trấn lạc tồng lại bảo chúng ta toàn bộ ngồi sổng trên mặt đất điền tên và địa chỉ gọi cho ai đó biết trong lòng ta rốt cục có một tia trấn an đến lượt tôi tôi vội gọi điện thoại về nhà lan lần thứ nhất không thông trong lòng ta cực kỳ hoảng lại đánh lần thứ hai rốt cục đã thông trong điện thoại có thể nghe thấy giọng nói mơ hồ của a liên hỏi sao vậy nửa đêm canh ba gọi điện thoại ta có chút khóc nói a à, liên buổi tối kiểm tra thẻ tạm trú ta không có thẻ tạm trú hiện tại đang ở thị trấn lạc tông ngươi có thể lập tức đến bảo vệ ta không nếu như ngươi không đến bảo vệ ta đi ra ngoài nghe nói phải đưa đến phiên ngu làm việc liên ở trong điện thoại kinh ngạc nói làm sao có thể có người tra thẻ tạm trú của cậu người mặc quân phục ngụy trang bên cạnh đoạt lấy điện thoại, bảo tôi ngồi xổm xuống. Ở trạm thu nhận người từ bên ngoài trấn đến, trong lòng hoảng hề hề ngồi xổm trên mặt đất. Mỗi thời mỗi khắc thậm chí mỗi phút mỗi giây, đều ngóng trong A Liên nhanh chóng đến. Trước đây ở Thượng Hải thu nhận và trục xuất trạm chịu khổ. Tại trạm thu nhận và trục xuất thạch nhạc xương bình Quảng Đông cũng chịu khổ sở của trạm trục xuất. Nếu như lần này bị thu nhận, vậy mạng của ta cũng quá khổ có một loại cảm giác một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng giếng thấy người mặc quân phục ngụy trang trong lòng sợ muốn chết người ra ngoài làm công nào có tôn nghiêm gì chứ như thịt trên thất người ta muốn cắt thế nào thì cắt đợi gần hai tiếng đã đến nửa đêm allen cuối cùng cũng đến nhân viên trạm thu nhận trục xuất mở cửa nói với tôi cậu có thể đi sếp cậu đến bảo lãnh cậu trong lòng đột nhiên cảm thấy đặc biệt kích động. Cảm giác được A Liên so với người nhà ta còn thân thiết hơn. Đi ra khỏi cổng của trạm thu nhận và trục xuất nhạc từ thị trấn. Thấy A Liên đứng ở bên ngoài, mặc một chiếc quần ngủ màu đỏ, khoác áo len. Trên cổ cuốn một cái khăn quàng cổ màu nhạt, tóc cũng không chảy, thoạt nhìn hoảng hốt, thấy tôi đi ra. Biểu tình trên mặt mới xuất hiện biểu tình vui sướng. A Liên giống như một con hươu sôi nổi chạy tới, kéo tay ta lại tôi quen cô ấy được hai ba tháng chưa từng bị cô kéo tay thời gian gần gũi nhất là khi cô ấy dạy tôi học xe máy ông eo tôi từ phía sau sợ tôi đấu vật mà thôi bàn tay cô gái ấm áp mềm mại như không có xương nắm ở trong tay tâm đều nhanh hóa nhìn không được nước mắt không khống chế được liền chảy xuống a liên nhìn tôi nhìn không được nở nụ cười nói. Nhìn đi. Đàn ông chó già. Để lại nước tiểu mèo gì? Tôi bắt taxi tới. Từ Đại Lương đến Nhạc Tông. Hơn 30 km, tôi cũng chưa từng tới đây. Sợ đi xe máy không an toàn. Chúng ta đi thôi. Chiếc taxi dừng lại dưới một cái cây xa xa. A Liên đã dặn dò hắn, hãy chắc chắn chờ đợi cho đến khi anh ta đi ra. Đêm khuya khách hàng cũng không nhiều tài xế taxi vừa vặn lười chạy việc kinh doanh có khách hàng cần chờ đợi dừng lại ngay dưới gốc cây có thể nghỉ ngơi thêm một chút lên taxi lái xe gần một giờ mới trở lại xa trường nhà a liên ở trấn đại lương mở cửa ra hai con chó vui vẻ kêu lên a liên hỏi tôi chuyện gì xảy ra sao cậu lại bị bắt đến trạm thu nhận trục xuất tôi gãi đầu nói làm sao tôi biết người mặc quân phục ngụy trang kia nói tôi bị người ta tố cáo không có giấy phép tạm trú sau đó liền bị đưa đi đúng rồi phạt bao nhiêu tiền anh trừ tiền lương của tôi đi lan không trả lời tôi tự lẩm bẩm nói nhất định là khách hàng ban ngày mua hà sa dở trò xấu hắn muốn cậu đi chọn gạch cho hắn tôi không cho cậu đi hắn liền đi tố cáo cậu nói cậu không có giấy phép tạm trú. Tên này quá xấu xa. Ngày mai tôi sẽ đến cục điện tính. In ra tất cả lịch sử cuộc gọi. Dựa theo số điện thoại tra địa chỉ nhà hắn. Tôi đi tìm A Lương. A Lương là con trai nhà cậu tôi. Bảo A Lương tìm vài người dạy dỗ hắn. Cái này chết dẫm trên đường, cư nhiên làm cho nhà chúng ta lên đầu. Đánh chó còn phải xem chủ nhân a phi vị Quang minh cậu đừng để ý tôi tức giận nói quen rồi tôi vội vàng nói không có không có tôi không để ý anh không thể không ngừng nói là khách hàng kia tố cáo có lẽ là người khác ngày hai trời tờ mờ sáng liên liền lái xe máy đến xa trường nói là muốn dẫn tôi đến cục điện tính điều tra ghi chép cuộc gọi ta khuyên nạn quên đi nhưng hắn không chịu nói nhà chúng ta bị người khác tính kế nếu như ta không biết là ai đây chẳng phải là người khác cho rằng ta dễ khi dễ sao ta không lây chuyển được nàng đành phải cho chó ăn trước sau đó khóa cửa sân cát chuẩn bị đi với cô ấy đúng lúc này máy bb của liên vang lên a à, liên nhìn máy bb trong túi sách nói với tôi trước tiên tìm một cửa hàng sĩ đa phục hồi máy hai chúng ta đến cửa hàng tư đa liên dùng điện thoại trong cửa hàng trả lời máy bb trong điện thoại nói trần tuệ liên cha con không ở nhà trong tổ phải họp ở từ đường con đến đây một chút người quảng đông rất coi trọng hội nghị gia tộc hội nghị gia tộc thông thường đều mở trong từ đường a à, liên trước kia từng nói với ta ở quảng đông trước kia từ đường là có quy củ quy củ có chỗ là nữ hài tử chưa xuất giá không thể tùy tiện tiến vào từ đường gia tộc bởi vì nữ hài tử sau khi lớn lên sắp xuất giá trở thành người của gia tộc người khác cho nên không thể vào từ đường cưới được vợ không thể tùy tiện tiến vào gia tộc từ đường bởi vì vợ cưới được là người họ khác cũng không thể vào từ đường con rể ở rể không thể tùy tiện tiến vào từ đường gia tộc chủ yếu là nam nhân ở rể là người họ khác cũng không thể tùy tiện tiến vào từ đường gia tộc người nhận con thừa tự, không thể tùy tiện tiến vào từ đường gia tộc. Đối với người nhận con thừa tự đã không phải là người của gia tộc mình, nhưng có thể tiến vào từ đường của gia tộc bên nhận con thừa tự, hiện tại gia đình con một, gia đình song nữ đặc biệt nhiều, nữ tính có thể tùy tiện tiến vào từ đường của gia tộc, cho dù là tục gia phả, lập bia đều có tên nữ tính. Tôi nói, vậy anh đến từ đường học. Tôi ở trung tâm thương mại chờ làm việc. A Liên cười cười nói ngại quá không thể dẫn ngươi đi bởi vì ngươi là người tỉnh ngoài không phải thân thích của gia tộc chúng ta không thể tùy tiện vào từ đường của chúng ta ngươi chờ ở chỗ này trước ta buổi chiều tới ta ở xa trường thành thật chờ đợi hơn nửa ngày cũng không có ai đến mua cát sông buổi trưa tùy tiện nấu một ít cháo ăn hơn một giờ chiều lan lại đến bằng xe máy tôi vẫn chưa hỏi cô ấy cô liền lẩm bẩm nói lại phải kêu mỗi nhà gây quỹ xây dựng đền thờ nói nhà chúng tôi ít nhất phải trả hai nghìn tệ trên người tôi đâu có nhiều như vậy chỉ có chờ cha trở về mật mã sổ tiết kiệm nhà chúng tôi chỉ có cha tôi biết ông không muốn nói cho tôi biết làm sao tôi có được bản thân tôi hiện tại chỉ có mấy trăm tệ mặc kệ cô ấy vì quang minh chúng ta đi cục viễn thông trước a lại khuyên nàng, quên đi. A à, liên tức giận trừng mắt, nói: "Cậu có đi hay không? Không đi cậu cút đi cho tôi. Sau này đừng bao giờ làm việc ở nhà tôi nữa." Một người đàn ông lề mề: "Tôi không còn cách nào khác, đành phải đi theo cô ấy." Đến cục viễn thông, in ra một tờ giấy rất lớn, là tất cả nhật ký cuộc gọi của điện thoại bạn nhà bọn họ trong một tháng qua liên nhìn vào nhật ký cuộc gọi tìm kiếm số điện thoại của khách hàng mua các chiều hôm qua sau đó lại tìm kiếm địa chỉ nhà đã đăng ký của chiếc điện thoại đó trên một cuốn sổ vàng ở cục viễn thông tìm kiếm thật lâu thật lâu mới biết được là ở một thôn luân giáo điện thoại của thôn dân ta nhìn a liên im lặng không nói gì buổi tối hôm đó trong nhà a liên có một người trẻ tuổi đến a liên bảo tôi đi qua ta nhìn một chút người thanh niên kia bộ dạng rất đẹp trai tóc nhuộm đỏ xem ra tuổi tác của a liên không chênh lệch nhiều lắm trên cổ đeo một cái ngọc trụy ánh mắt rất hung dữ khi ánh mắt của hắn quét tới ánh mắt của ta ta cũng nhịn không được trùng mình một cái a liên cười nói đây là biểu ca a lương của hắn a lương lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rút ra một điếu châm nói với a liên nhà của tiểu tử kia ta đã tìm hiểu rõ ràng biểu mùi ngươi yên tâm ngày mai sẽ cho hắn đẹp mắt a liên nói chết tiệt dám chơi công nhân nhà chúng ta không cho hắn chút sắc mặt còn tưởng rằng trần gia chúng ta dễ khi dễ trần tuệ liên tôi ở đại lương lâu như vậy còn chưa có ai khi dễ tôi đâu tối hôm đó a lương ăn cơm xong liền trở về chiều ngày thứ hai liên vui vẻ đến tìm tôi nói vị khách lần trước đến mua cát sông, sống ở Luân Giáo. Một thôn dân không đông lắm. Buổi sáng A Lương đi. Vây quanh một con hẻm nhỏ đánh nhau một trận. Còn ném xe máy của tiểu tử kia xuống ao cá. Đoán chừng tiểu tử kia. Từ nay về sau không dám đến nhà chúng tôi mua cát sông nữa. Ta nhịn không được trong lòng nghĩ. Người vô duyên vô cớ kết thù với người khác. Người khác chịu thiệt thòi lớn như vậy sớm muộn cũng phải đi tìm người trở về. Cần gì phải như vậy? Nhưng tôi thấy Liên hung dữ. Lại không dám nói. Liên tục ba đến năm ngày. Cũng không có chuyện gì. Cũng không ai đến gây rắc rối cho Liên. Tôi cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua. Tìm thư uyển www chấm com khoảng một tuần sau. Tôi đạp xe đi chợ mua thức ăn. Trở về rất muộn bởi vì ban ngày phải nhìn chầm chầm vào bãi cát. Có khách hàng mua cát muốn xếp xe cho anh. Hôm đó lúc trở về, 8-9 giờ tối. Đi trên một chiếc xe đạp trên đường. Mắt thấy cách xa trường không xa. Bỗng nhiên trên đầu một mảnh đen kịt. Một cái túi trên đầu tôi. Sau đó liền nghe thấy vài người hô đánh. Cảm nhận được đó là một cái bao tải. Một cái bao tải lớn không nên bán bao tải lớn như vậy trên thị trường. Hẳn là đặc biệt làm. Tôi bị một số người cuốn đầu trong bao tải. Nhấn xuống đất. Cảm giác được bị ống thép dùng sức luân phiên đánh. Đánh một hồi ta đều ngất đi. Toàn thân đau muốn chết. Bỗng nhiên cảm giác được một tiếng rầm. Bị người ta ném xuống sông. Tôi biết là sẽ tệ hơn. Bị người ta nhét vào bao tải sau một trận đánh mập mập lại bị ném xuống sông. Nước sông nhanh chóng thấm ướt bao tải. Nước sông nhanh chóng chảy vào miệng. Đành phải liều mạng giãy dụa, liều mạng giãy dụa. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở chỗ này? Trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều chuyện. Mẹ tôi xuất hiện. Hiện ra mẹ đang nằm trên giường bệnh. Lấy năm đô từ dưới gối ra để tôi đi học đàng hoàng. Trong đầu hiện ra nông trường Hoàng Hoa Trấn Ngọc Môn Cam Túc. Trong đầu hiện lên cửa hàng bách hóa của xã Đỉnh Tân. Xảo Trân bán trung tâm thương mại nhỏ. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Hai tay dùng sức xé bao tải. Hai chân dùng sức đạp bao tải. Ông trời có mắt. Cái bao tải đó phải là hai cái bao tải được khâu lại thành một cái. Khâu lại cũng không quá trắng chắc bị hai tay ta đạp loạn. Hai chân đạp loạn. Không ngờ đạp vỡ. Bao tải đã chìm xuống đáy sông. Cũng may con sông Đại Lương kia cũng không phải rất sâu. Chương 3 A à, Lương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sông Cổ Giám Thuận Đức Đại Lương là một con sông nhỏ chỉ rộng hơn 10 mét. Uống nước không quá sâu. Tôi đã cố gắng hết sức để trèo ra khỏi sông cảm giác được toàn thân đều hư thoát nằm trên bờ và ngắm trăng trên bầu trời cảm giác ánh trăng thật dịu dàng đẹp như vậy trong lòng cảm thấy may mắn may mắn không ném ta xuống sông đức thắng nếu ném xuống sông vậy thì hoàn toàn mất mạng sông đức thắng là con sông lớn nhất thị trấn đại lương nước sông mênh mông đoán chừng là khách hàng kia cũng không dám ném tôi vào nhất định bên sông người tấp nập. Con sông này khá hẻo lánh. Cuối cùng ông trời phù hộ tôi. Nằm bên bờ sông rất lâu, mới miễn cưỡng đứng lên. Khập khiễng trở về xa trường. Nhìn đèn trong căn phòng bằng sắt xa trường vẫn còn sáng. Còn chưa đi tới trước mặt xa trường, chó xa trường đã bắt đầu sủ điên cuồng. Trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, cảm giác hai con chó này bị ta cho ăn ra cảm tình đôi khi cảm thấy cho đối xử với mọi người thật sự chân thành hơn nhiều so với người đối đãi với người khác. Cửa trung tâm thương mại đột nhiên mở ra. A à, liên cầm đèn pin chạy ra. Từ xa đã thấy tôi. Bỗng nhiên ném đèn pin chạy nhanh về phía tôi. Chạy đến trước mặt ta, một đôi mắt khóc lê hoa đái vũ. Trong hoảng hốt hoảng hốt hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh biết không? Em tìm anh khắp nơi chỉ tìm được xe đạp trên đường không tìm thấy người của anh trong lòng em nghĩ chắc chắn anh đã xảy ra chuyện vốn định báo cảnh sát anh họ em không cho em báo cảnh sát nói lo lắng bắt anh ấy em tìm anh khắp nơi tìm anh khắp nơi tôi cười cười nói không phải tôi về rồi sao không có việc gì tôi ra bờ sông chơi không cẩn thận rơi vào trong a liên bỗng nhiên mở hai tay ra ông chặt lấy tôi cô ấy chỉ cao một m năm con gái quảng đông đều không cao nhưng trên người tôi bị người ta dùng ống thép đánh đều là vết thương bị cô ông đau đớn khó nhìn. Nhìn không được kêu lên a liên buông hai tay ra nói ngươi làm sao vậy tôi khoác tay nói không có gì a liên vén quần áo ướt sũng của tôi lên mặc dù là ban đêm nhưng thuận đức đại lương trấn ánh sáng từ xa vẫn lờ mờ chiếu lên người tôi rõ ràng có thể nhìn thấy nhiều vết bầm tím trên người a à liên khóc nói ta biết ngươi nhất định đã xảy ra chuyện ta biết ngươi nhất định đã xảy ra chuyện không ngờ bọn khốn kiếp kia không dám chọc ta sẽ khi dễ ngươi vị quan minh không xứng đáng ta không biết sẽ như vậy ta cười cười nói Ta đây không phải không có việc gì sao? A Liên khóc nói. Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện, em sẽ ấy nấy cả đời. Ta tuy rằng toàn thân đặc biệt đau, nhưng lại nhìn A Liên ánh mắt. Trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười. Nói. Đồ ngốc, ta đã tính mạng trong chùa cổ Phật Sơn. Lão Hòa Thượng kia nói ta có thể sống đến 99 tuổi. Sẽ không có ba đứa con gái. Làm sao ta có thể chết được? ngươi đừng nguyền rủa ta có được hay không? đúng rồi, trời đã khuya như vậy. sao ngươi không ngủ? mau về nhà đi. ta muốn đi ngủ. hôm nay ta thật sự rất buồn ngủ. a à, liên khóc nói. anh xảy ra chuyện lớn như vậy. em nào có tâm tư ngủ? em đã nhắn tin cho ba em. ông ấy vẫn không đáp máy, trong lòng em hoảng hốt. cũng không biết nên nói như thế nào. Ta nhìn nàng khóc nước mắt lưng tròng, quen biết nàng hai ba tháng. Ta chỉ biết là nàng điêu ngoa tùy hứng, nguyên lai nàng cũng sẽ khóc. Đêm đã rất khuya. Phỏng chừng đã hai ba giờ tối rồi, ta nhìn A Liên khóc đến nước mắt lưng tròng, muốn vươn tay ra giúp hắn lau nước mắt. Nhưng lại không dám. Dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân. Liền khuyên cô. Muộn rồi. Em về trước đi. Anh thật sự hơi buồn ngủ hơi mệt, anh muốn ngủ một lát. Liên vương tay ra, vuốt ve vết thương trên người tôi. Tay cô gái rất dịu dàng. Mềm mại. Vuốt ve vết bầm tím trên người tôi. Tôi giống như bị điện giật. Cảm giác được toàn thân mềm nhũng, giống như sẽ không đau như vậy. Liên đỡ cánh tay tôi, trở lại căn phòng bằng sắt trên sa trường. Mở cửa ra. Tôi ngồi trên giường trong phòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên mỉm cười nói anh về đi anh ở đây tôi ngủ thế nào trên mặt a liên rốt cục có một tia mỉm cười đưa tay sờ sờ nước mắt trên mắt nói anh là ông chủ hay tôi là ông chủ anh còn ra lệnh cho tôi anh xảy ra chuyện lớn như vậy sao tôi có thể có tâm tư ngủ chứ tôi chỉ muốn nhìn anh anh có đói bụng không tôi đi mua đồ ăn khuya cho anh Quảng đông nơi này một ngày 24 giờ đều có thể mua được đồ ăn khuya. Rất nhiều quán ăn vặt mở cửa suốt đêm. Ta kéo tay A Liên, nói: "Ngươi đừng đi, ta lo đám người xấu kia gây phiền toái cho ngươi." A Liên ngồi xuống, ngồi trên giường, ngồi cạnh tôi, đưa tay ra và vuốt ve trán tôi, nói: "Trời ạ, à, sao trán anh lại nóng như vậy? Có phải sốt không?" nhất định phải đi khám bác sĩ rồi tôi cười nói không cần không cần chỉ là bị cảm lạnh thôi a à liên lại khó hiểu khóc nói cậu thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì buổi tối rốt cuộc xảy ra chuyện gì không được nói dối tôi nói thật sự không có việc gì không phải là ra bờ sông chơi rớt xuống sông sao anh đừng lo lắng về nhà đi a à, liên cố chấp nói anh lừa em như đứa trẻ ba tuổi xe đạp ném cách xa trường không xa lát nữa anh chạy đến bờ sông chơi toàn thân anh bầm tím nhất định là bị người khác đánh anh nói cho em biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra tôi đành phải thành thật nói là bị người ta đánh có thể chính là khách hàng ngày đó đến mua hà sa anh họ cậu tìm người trả thù hắn đánh người ta một trận xe máy còn ném xuống sông cho người ta. người ta khẳng định phải đến trả thù a thôn lớn trần gia các cậu đại gia tộc hắn không dám chọc giận cậu liền trả thù tôi thôi. không sao, tôi đây không phải không sao 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 sao, chính là bị người ta bỏ vào trong bao tải ném xuống sông cũng may bao tải không trắng chắc để cho tôi chống đỡ trách cái này không trở về. Lúc tôi ở chùa cổ Phật Sơn, lão hòa thượng kia đã nói mạng tôi cứng rắn. Liên nghe xong lại khóc. Nói. Không ngờ anh chịu ủy khuất lớn như vậy. Cứ nhiên bị người ta bỏ vào trong bao tải. Anh biết không? Ở Quảng Đông chúng tôi gọi là trầm đàm. Đây là một loại phương thức hại người độc ác nhất. Ta thấy nàng khóc đến đỏ cả mắt, thật sự nhìn không được liền vương tay ra. Giúp cô lau nước mắt. Nói ngươi đừng nói bừa, trầm đàm chính là bị nhốt trong lòng heo. nếu quả thật bị nhốt trong lòng heo cho ta, vậy ta chết chắc rồi. ngươi đừng nguyền rủa ta, ngươi về nhà đi. ta thật sự muốn ngủ một lát. a à, liên nói, ngươi nằm xuống một lát, ta liền nhìn ngươi như vậy. ta cười khổ nói, tỷ tỷ tử, ngươi nhìn ta, ta làm sao ngủ? tôi mua thức ăn về nhà mặt danh kỳ diệu bị người ta nhốt vào trong bao tải đánh một trận, lại ném xuống sông. Cũng may ông trời phù hộ, chống trách bao tải, cửu tử nhất sinh bò ra khỏi sông, rốt cục về tới phòng sát xa trường. Cảm thấy toàn thân đau nhức còn phát sốt, liền muốn ngủ một giấc thật ngon. A à, liên nước mắt lưng trọng chính là không muốn đi, cũng không thể cứng trắng đuổi nàng đi. Khuyên nàng vài câu, nàng cũng không đi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cửa mở mắt ra phát hiện a liên cũng đang ngủ mang ghế nằm úp sấp bên giường tôi ngủ rất say ta dãy dụ đứng lên nhẹ nhàng đẩy a liên a lan mơ màng màng tỉnh dậy dụi dụi mắt hỏi có chuyện gì tôi nói bên ngoài có người gọi cửa nghe tiếng là của anh họ cậu cậu đi xem đi A Liên đứng dậy, dụi dụi mắt. Ra ngoài mở cửa đi. Người tới quả nhiên là anh họ A Lương của A Liên. A Lương vẻ mặt lo lắng nói. Điểm sao? Có vớt được con về không? A Liên trừng A Lương một cái, nói. Không cho ngươi gọi người khác vớt con, hắn đã trở lại. Bị người ta đánh. Cũng may hắn mạng lớn. Sao ngươi lại tới đây? A Lương nói tôi lo lắng cho anh đêm qua anh gọi điện thoại cho tôi nói anh vất con a à phi đêm qua anh gọi điện thoại nói anh chàng cao bồi kia của anh mất tích không phải tôi cùng anh tìm người sao không tìm thấy tôi liền đi về trước trời sáng tôi lại trở về tìm anh hỏi một chút về nhà tìm không thấy anh tôi liền đến xa trường thế nào buổi tối anh ngủ ở chỗ này sao a à, liền có chút mất hứng nói sợ bị người ta đánh, ném xuống sông trong bao tải. Cũng may mạng hắn cứng rắn. A à Lương kinh ngạc nói, nhất định là tên khốn kiếp luân giáo kia làm. Không được, ta còn phải tìm người sửa chữa hắn. A à Liên khoát tay nói, quên đi, em lo sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Cao lão không sao, anh về trước đi. A à Lương nói, thật sự không sao a liên thở dài nói lát nữa tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện khám cậu về trước đi a lương nói được vậy cậu có việc gì cứ gọi tôi sau khi a lương đi rồi a liên trở về nói với tôi mặt trời chiếu đến mông rồi không ngờ tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trời không còn sớm nữa đi tôi đưa cô đi khám bác sĩ tôi cười nói không cần nam nhân lão cẩu người khác không có việc gì thì chạy đến bệnh viện đừng phí tiền anh về nhà trước đi chờ một lát có khách hàng đến mua cát tôi còn phải đổ cát cho người khác nữa nếu khách hàng đưa tiền cho tôi tôi sẽ trực tiếp đưa cho anh anh yên tâm a liên bỗng nhiên lại mạt danh kỳ diệu khóc a liên là một cô gái điêu hoa bốc đồng quen biết cô hai tháng hiếm khi thấy hắn khóc sao hôm nay lại khóc không hết? Ta nhịn không được nói. Ngươi làm sao vậy? A tử trong thiên long bát bộ biến thành lâm đại ngọc trong hồng lâu mộng. Có lầm hay không? Ngươi không phải là người như vậy đâu. A liên nín khóc mỉm cười, đưa tay đánh ta một cái. Nói. Anh mới là lâm đại ngọc. Anh không muốn đi bệnh viện thì không đi. Bây giờ là mùa ế ẩm. Nào có nhiều người mua cát như vậy đi anh ăn trà sáng cho dù có người đến mua cát trên tường bệnh viện chúng tôi có số máy bb anh ấy tự nhiên sẽ đánh máy nhắn tin của tôi tôi nói được rồi xe máy của liên vẫn đổ trong sân bãi cát cô khởi động xe máy nói đi thôi chị liên lái xe máy đưa tôi đến quán trà chợ sáng thuận đức tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi bún ruột nướng đồ quỷ hai người ngồi xuống a liên bỗng nhiên cảm thấy rất ôn nhu ta nhất thời có chút không quen bình thường cô đều mạnh mẽ xảo quyệt tùy hứng hôm nay nói chuyện đều là nhỏ giọng nhỏ nhẹ giống như lâm đại ngọc khiến cho ta nổi da gà tôi không nhịn được cười nói anh rốt cuộc làm sao vậy còn cô liên trước kia thì sao anh đừng như vậy được không da gà nổi hết rồi A à Liên lại lau nước mắt, nói Nghĩ đến đêm qua anh bị người ta đánh, trong lòng em khó chịu Lần này cha đi phiên ngu đào các sông Đã hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa về Hiện tại rất nhiều đường sông không cho đào cát sông Lần này cha đi tương đối xa Có thể đều đến Đông Hoàng Em chào hỏi ông ấy cũng không trả lời em Tôi không biết phải trả lời thế nào Ông chủ hai ngày này rất ít khi nhắn tin cho tôi bởi vì việc làm ăn xa trường mùa thu vốn là mùa ế ẩm chỉ có mùa đông và mùa xuân là mùa cao điểm mùa thu mưa nhiều hơn xây nhà sợ nhất là trời mưa làm thế nào để xây dựng một ngôi nhà vô tận chỉ có mùa đông mưa tương đối ít mùa xuân cũng không có nhiều mưa đó là mùa tốt nhất để xây nhà đã bước vào mùa mưa dầm không ai xây nhà nữa bất kể là công trường xây dựng lớn các công trường xây dựng lớn. Làm sao có thể đến bãi cát nhỏ của người khác mua cát? Đó đều là đi chợ vật liệu xây dựng lớn trực tiếp ký hợp đồng với người khác. Làm ăn lớn như vậy, xa trường nhỏ này của chúng ta không làm được. Bởi vì việc kinh doanh trên bãi cát không tốt. Nửa tháng qua, A Liên cũng không thu được bao nhiêu tiền, nàng bình thường lại thích chơi mạt chược. Trong khoảng thời gian này vận may cũng không tốt. Mất rất nhiều. Sắp hết tiền trong túi rồi. A Liên nhìn tôi nói. Vị quan minh, xa trường làm ăn kém như vậy. Em muốn đi chợ đêm bày sạp. Nhưng không biết bán cái gì thì tốt. Anh giúp em nghĩ xem. Tôi đưa tay gãi gãi đầu, nói. Tôi cũng chưa từng làm ăn. Tôi là một người làm công nghèo, làm sao có thể làm ăn được. Anh hỏi tôi chẳng phải là đánh đàn tay trâu sao. A Liên cười nói anh đừng tự coi nhẹ mình có được không? Tôi biết anh là người rất thông minh. Dù sao việc làm ăn ở xa trường rất kém cỏi. Tôi muốn đi chợ đêm bày sạp. Đang suy nghĩ mua cái gì đó. Vốn định bán quần áo dày tất. Nhưng tiền vốn của tôi quá ít. Hiện tại trong túi chỉ có mấy trăm đồng. Căn bản không bán sỉ được đồ. Bán trái cây đi. Nếu đêm hôm đó bán không được bao nhiêu, ngày thứ hai đều thối nát phỏng chừng cũng rất khó kiếm được tiền làm cái gì đây nghĩ đến đầu tôi cũng sắp vỡ nghĩ không ra tôi không thể không cười nói đùa vậy cậu học theo cô bé hồ năm người ta đi đánh giày da cho người ta đi mua một cái rương gỗ nhỏ hai đánh giày một cái bàn chải tiền vốn ba mươi đồng là đủ rồi cả đêm nói không chừng có thể lau được mười đôi tám đôi Lian đã cắn tôi. Tức giận nói. Vị Quang Minh, có phải anh cảm thấy bây giờ tôi đối xử với anh rất tốt không? liền bắt đầu càng rỡ. Cho dù tôi đối xử tốt với anh tôi cũng là ông chủ. Anh nói chuyện tôn trọng trọng điểm được không? Người Quảng Đông chúng ta có đi đánh giày da cho người khác không? Tôi có thể đánh mất người này sao? Tôi xấu hổ cười cười, nói. Hay là chúng ta làm kinh doanh thuê sách đi? đến hiệu sách mua một ít tiểu thuyết võ hiệp. Cổ lông của Kim Dung lại làm một ít văn nghệ Phật Sơn. Lan nghe lời khuyên của tôi và uống một ly bia. Nói. Thuê sách. Cái này tôi chưa từng nghĩ tới. Được không? Tôi cũng uống một ly bia, nói. Anh không phát hiện sao? Thuận Đức từ bên ngoài đến làm công càng ngày càng nhiều. Buổi tối tôi đi mua thức ăn thấy trên đường cơ bản đều là người nước ngoài làm công một tháng không phải chỉ có ba trăm tệ sao sao họ nở đi tiêu chứ lúc đi chợ đêm đều ngồi sổng ở quầy sách ở bên cạnh đọc sách một xu xem cả đêm a à, liên lắc đầu nói xem cả đêm mới một hào mệt anh nghĩ ra được cho dù có mười người vây quanh quán sách của em đọc sách cả đêm cũng chỉ kiếm được một đồng mà thôi một đồng đại ca còn chưa đủ tiền cho ly bia này của em đâu anh quả nhiên không phải là người buôn bán chủ ý hỏng bét tôi cười cười nói vậy nếu không thì sao đem tivi màu nhà cậu ra ngoài cậu đi mượn một cái máy ghi hình mua một ít băng ghi hình mua một cái máy phát sóng chúng ta cũng học người ta đi bày sạp hát karaoke hai đồng một bài hát nhân tiện còn có thể bán chút bia bán chút nước trà cậu thấy thế nào a liên gật gật đầu nói đây cũng là một ý kiến hay được a à, vị quan minh vừa rồi tôi còn mắng anh ngốc không ngờ trong nháy mắt anh lại trở nên thông minh nhà anh họ tôi có máy ghi hình tivi nhà chúng tôi dù sao tôi cũng không xem ông ra làm ăn vừa vặn tivi nhà chúng tôi 21 inch in có phải hơi nhỏ hay không? Tôi cười nói, "Chị à, karaoke đường phố cũng không phải phòng thu hình. Cần tivi lớn như vậy làm gì? Trong nhà anh họ chỉ có băng ghi hình ca hát không? Nếu có thì chúng ta không cần mua." A à, Liên nói, "Hẳn là có. Người kia thật ra là một tên cặn bã. Băng duy, Băng thì không ít. Nếu không có tôi có thể đến cửa hàng cho thuê băng video thuê thuê để buôn bán cho dù anh ta có chỉ bằng phẩm vị của anh ta cũng không có bài hát hay để nghe chính là nhà bọn họ không có máy phát điện một cái máy phát điện phải hơn một nghìn tiền trên người tôi lại không đủ vậy phải làm sao bây giờ tôi nói ông chủ cho tôi hai tháng tiền lương tôi còn chưa dùng qua vẫn để ở dưới giường ông chủ tổng cộng cho tôi tám trăm bình thường đều là anh mời tôi ăn cơm tôi chưa từng dùng qua đều đưa cho anh a à, liên hai mắt trừng thật to nói ngươi bình thường như vậy keo kiệt sao cha ta cho ngươi tiền ngươi một phân cũng không cần tôi cười nói bình thường đều là anh mời em ăn khuya dạy em lái xe máy dẫn em đi dạo phố không cần em tiêu tiền vậy em dùng tiền làm gì a liên mím môi cười nói cổ hoặc tử tôi tiếp tục hỏi liên chợ đêm bày sạp có cần làm giấy phép kinh doanh hay không a liên cười nói không cần quản lý thị trường đều là của bà con thôn quê chúng tôi ông ấy quản lý chính là quản lý những người nước ngoài như các anh người bản địa chúng tôi ông ấy dám không nể mặt sao cứ làm theo lời anh nói buổi chiều tôi đến nhà anh họ tôi lấy máy quay video về sau đó thuê mấy cái túi nhạc sau đó đi mua một cái máy phát nhạc buổi tối anh đi cùng tôi cùng đi bày sạp đi xem việc kinh doanh karaoke này một đêm có thể kiếm được mấy chục đồng không tôi nói được sau khi uống trà buổi sáng đã đến trưa rồi liên lái xe máy đưa tôi đến thôn của anh họ cậu ấy anh họ A Lương không có ở nhà. Đợi rất lâu, A Lương mới lái xe máy trở về. Trên ghế sau xe máy còn có một người phụ nữ ngồi. Một người phụ nữ rất lẳng lơ. Tóc nhuộm màu xanh lá cây. Mặc áo ngực thấp. Hai miếng thịt trắng bự. Phần lớn đều lộ ra bên ngoài. Chân trắng như tuyết. Mặc váy ngắn. Sau môi trên môi. Lại là màu tím ta nhìn không nhìn được trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. A Liên nhìn cũng có chút tức giận, lớn tiếng hỏi. Mợ không ở nhà, ngươi chạy đi đâu? A Lương xấu hổ cười nói. Bạn gái mới quen của tôi Phi Phi. A Liên tức giận nói. Anh họ. Anh đã 25 tuổi rồi. Làm ơn nghiêm túc tìm bạn gái đi. Đừng để mợ quá bận tâm. Anh tìm người nào. Quả nhiên sắp bay rồi đầu xanh biến thành mắt đen môi tím nửa đêm chạy tới người ta còn tưởng là cương thi chứ phi phi nữ hài tử kia vừa nghe rất tức giận ra khỏi xe máy nhìn chăm chăm nói anh mới là cương thi a à, lương cười theo quay đầu nói với phi phi đây là biểu mụi ta biểu mụi ta chính là như vậy hắn rất tốt chính là miệng không buông tha người Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Phi phi nghe rồi sẽ không nói nữa. A liên tức giận há hốc miệng nói nữ nhân như vậy, lúc ngươi kết hôn có thể mang vào từ đường không? Cẩn thận tộc thúc tác chết ngươi. A lương cười cười nói tôi nói muốn kết hôn lúc nào. Phi phi quay đầu hỏi đêm qua không phải ngươi nói sẽ cưới ta sao? A lương vội vàng quay đầu lại nói bảo bối đương nhiên sẽ cưới em nhưng có phải bây giờ không hiện tại anh ngay cả tiền xây nhà cũng không có đi em ngủ ở đâu ngủ đường cái a cái này cần thời gian phi phi càng thêm tức giận nói triệu chí lương không nghĩ tới ngươi nguyên lai like chính là muốn chơi đùa ta mà thôi ngươi chờ cho ta ca ca ta sẽ cho ngươi đẹp mắt nói xong xoay người muốn đi A Lương vội vàng đưa tay kéo, bị Phi Phi hất ra. A Liên nhịn không được lại lầm bầm một câu. Về nhà tiền ca ngươi. Giống như người ta không có ca. Trần gia chúng ta ở Đại Lương là đại tộc. Có rất nhiều là đại ca. Phi Phi không trả lời. Tức giận bỏ đi. A Lương có chút lúng cuốn, nói. Biểu muội Làm ơn đừng hại ta được không? Trần gia các ngươi là đại gia tộc triệu gia chúng ta cũng không phải hôm nay thật sự bị ngươi hại chết ngươi tới làm gì a à, liên cười nói tới tìm anh mượn vcr nhà máy cát của tôi làm ăn không tốt muốn tối đi mở chợ đêm làm karaoke tôi không có vcr tìm anh mượn a à, lương nói được rồi ở trên bàn nhà chính cậu tự dọn đi tôi vẫn không nói lời nào đứng ở bên ngoài chờ a lương nhìn ta nói cao lão ngươi không sao chứ nghe nói ngươi bị đánh ném xuống sông tiểu tử ngươi thật sự là mệnh cứng a à? tôi đi đến trước mặt a lương nhỏ giọng hỏi hắn ngươi có thể nói cho ta biết người kia ở thôn nào của luân giáo không hai mắt a lương trừng thật to tò mò nhìn tôi nói sao anh là một người ngoại quốc cũng muốn đi chọc người bản địa. Tôi khuyên anh nên quên đi." Tôi nói. "Tôi không muốn chọc anh ta, chỉ muốn biết rốt cuộc là ai mà thôi." Trên mặt A Lương có một nụ cười quỷ mị, nói: "Kê Châu, nhà hắn là một tiểu lâu hướng nam, ba tầng lầu. Mùa thu năm 1994, tôi và Liên ông TV, máy quay video. Máy phát điện còn có băng ghi hình thuê được từ cửa hàng cho thuê băng ghi hình, gửi một chiếc xe ba bánh mượn được đi tới phố dành riêng cho người đi bộ trên đường Hoa Cái Đại Lương. Darien có hai con phố đi bộ nổi tiếng nhất. Một con đường khác dành cho phụ nữ. Nhưng trên con đường đó tiệm uống tóc tương đối nhiều. Quán thịt nướng tương đối nhiều. Quán ăn vặt tương đối nhiều. Rất khó để giành được vị trí. Có lẽ chúng ta đã đi quá muộn. Chúng tôi đi hơn 5 giờ chiều. Đã cướp không được vị trí. Chỉ có thể rời khỏi phố nữ nhân đi tới đường Hoa Cái. Tìm một vị trí thích hợp hơn. Lan dọn bàn. Tôi giúp anh ta điều chỉnh máy quay, băng ghi hình và máy phát sóng. Dọn dẹp gian hàng. Tôi nói. A Liên, trước tiên chúng ta mở một bộ phim võ thuật, hấp dẫn dòng người. Chờ dòng người hấp dẫn. Đang mở ca khúc em thấy thế nào dù sao bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn a liên gật đầu tôi liền từ trong một đống băng ghi hình tìm một cuộn hoàng đế công phu của lý liên kiệt cắm vào máy ghi hình bắt đầu chiếu quả nhiên không lâu lắm liền vây quanh một đám người a liên thấy người tụ tập không kém bao nhiêu hãy để tôi thay đổi cuộn băng của bài hát ta liền từ trong một đống lớn túi lấy ra một đĩa phúc kiến mân nam ngữ vì cuốn băng này toàn đồ bơi. Hiểu đều hiểu. Loại băng này đặc biệt hấp dẫn. Bài hát tiếng mân nam cũng chính là hai bài đầu. Phía sau đều là tiếng phổ thông. Liên dùng một cây bút thang màu đen viết một tấm biển quảng cáo. Karaoke. Hai đồng một bài hát, nước trà miễn phí. Bia 5 đô một chai. Giá bán sĩ của bia là một đô 8. Nhưng làng sẽ bán với giá 5 đô một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ đến hát nam hát trước hát một bài của trương học hữu nhưng người đàn ông này không biết tiếng quảng đông không biết tiếng quảng đông nhưng phải học hát bằng tiếng quảng đông hát thật khó nghe a liên ở bên cạnh cau mày ta cười nhỏ giọng nói với a liên mặc kệ hắn hát có dễ nghe hay không trả tiền là được a liên nói tôi hận không thể tác chết hắn không biết nói tiếng quảng đông còn phải hát tiếng quảng đông sao không chết đi lan nói chuyện với tôi bằng tiếng quảng đông giọng nói lại rất nhỏ người đàn ông kia lại tập trung hát không thể nghe được người đàn ông đã hát xong tôi trả thêm hai đô la nữa và nói sẽ hát một bài nữa a liên tức giận đứng lên nói anh chỉ hát mà không uống bia quy định tiêu dùng của chúng ta là bài hát thứ nhất có thể không mua bia. Bài hát thứ hai phải mua bia. Người đàn ông kia rất hào phóng, móc ra 10 đồng mua hai chai bia. Đưa cho bạn gái một chai. Rồi tiếp tục hát. Hát bài hát chủ đề của hoắc Nguyên Giáp. Tiếng hát giống như tiếng móng tay xẹt qua tấm sắt. Khó nghe muốn chết. Quần chúng vây xem cũng nhịn không được cười ra tiếng. Allen đang uống bia. Nghe được âm thanh khó nghe như vậy. Một ngụm bia phun ra toàn bộ, bị sặc đến cổ họng. Tôi cũng không thể không cười. Thời gian của một bài hát là 2.3 phút. Thật vất vả chờ nam nhân kia hát xong. Cô gái nhìn vẻ mặt của khán giả xung quanh. Biết nam nhân kia hát thật sự quá khó nghe. Một tay cướp lấy micro, nói: "Hay là để tôi hát?" Cô gái này chọn một bài hát Thượng Hải. Cô gái này vẫn hát bằng tiếng Quảng Đông. Tôi nghĩ anh ta là người Quảng Đông. Mặc dù không phải người Thuận Đức. Hẳn là của các huyện thị khác ở Quảng Đông. Cô gái kia hát bằng tiếng Quảng Đông, giọng hát tương đối trong trẻo. Tuy rằng hát không hay bằng A Liên. Nhưng nghe cũng được. A Liên rốt cục không tức giận nữa. Uống bia. Vui tươi hớn hở nhìn. Đối diện đường cái, dựng lên một cái bàn. Rất nhiều cô gái đang hát trên sân khấu. Trên tấm bảng có một tấm màn thật lớn. Nói là đang quảng bá điện thoại Nokia. Năm 1994, Nokia đã thành lập nhà máy ở Đông Hoàng. Năm 1994, chiếc điện thoại này được gọi là Nokia 2100. Điện thoại di động chính là xa xỉ phẩm. Người Quảng Đông có tiền đều dùng đại ca Đại ca muốn hơn một vạn đồng. Hơn mười ngàn. Lúc ấy ở Thuận Đức cũng đủ mua nhà mấy chục mét vuông rồi. Điện thoại Nokia ra đời năm 1994. Khi đó bán khoảng một nghìn đồng. Sở hữu một chiếc điện thoại thông minh không còn là mơ ước nữa. Nhưng khi đó phí liên lạc rất đắt. Mở thẻ cũng phải một trăm đồng. Thu phí hai chiều. Gọi điện thoại ba xu một phút nghe điện thoại cũng mất 3 hào một phút. Đường đi của quan lớn bên ngoài mất 6 hào một phút. Nếu rời khỏi Thuận Đức, ví dụ như đi Quảng Châu, thì phải đóng phí đi lại. Dù sao cũng rất đắt. Đôi mắt A Liên ngây ngốc nhìn quảng cáo Nokia trên đường cái đối diện. Và những cô gái xinh đẹp đang hát trên sân khấu quảng cáo. Cô gái kia hát xong ở bãi biển. Một ông chủ mập mạp. Trong tay mang theo một cái mụn lớn màu đen. Ngồi trên băng ghế nhựa. Suýt chút nữa đã làm hỏng băng ghế nhựa của chúng ta. Ta cười đưa cho hắn một cái mới. Hai băng ghế nhựa bọc lại với nhau. Như vậy cho dù hắn béo hơn nữa cũng làm không nát. Ông chủ kia móc ra hai mươi đồng. Nói muốn hai chai bia. Hát hai bài đi. Phần còn lại coi như tiền boa cho chúng ta. Trong lòng ta rất vui vẻ. Nhận lấy tiền. Đưa cho Allen. Ánh mắt Linh vẫn nhìn chầm chầm vào quảng cáo Nokia đối diện. Ta gọi nàng hai tiếng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Vừa nhìn tôi đưa tới một tờ hai mươi đồng, trong lòng đặc biệt vui vẻ, cười nói với tôi: Xem ra karaoke làm ăn rất tốt. Một tháng làm việc, nói không chừng tôi cũng có thể có tiền mua một cái điện thoại Nokia. Tôi cười nói: Đó là đương nhiên buổi tối hôm đó làm ăn quả thật không tệ. Bởi vì đối diện đang bán điện thoại Nokia để quảng cáo điện thoại Nokia. Rất nhiều người vây quanh. Ngay cả việc làm ăn với karaoke của chúng tôi cũng rất tốt. Mãi cho đến hơn 11 giờ tối. Nhân tài chậm rãi tản đi. Nhìn xem đã đến nửa đêm, A Liên nói. Vị Quang Minh, ngươi có đói bụng không? Chúng ta thu sạp đi ăn khuya đi. Tôi nói. Được. Mất nửa tiếng. Cất gian hàng đi. Tổng cộng có 13 chai bia được bán. Mỗi chai bia kiếm được 3 đô 2. Chỉ riêng tiền bia cũng kiếm được mấy chục đồng. Có hơn 100 bài hát. Tối nay thu nhập thật không ít. A à, liên cao hứng muốn chết. Cười nói với tôi. vì quang minh, cái này so với tôi mở xa trường bán cát kiếm được nhiều tiền hơn. Chờ cha tôi trở về tôi nói với ông dứt khoát chúng ta không bán cát nữa nghĩ cách thuê một cửa hàng mở một quán karaoke là được rồi tôi lè lưỡi vì sợ nói loại chuyện này anh không cần nói với tôi tôi nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao anh là ông chủ anh muốn làm gì thì tự mình quyết định tôi chính là làm công cho anh vạn nhất thua thiệt trước khi tôi nói xong lan đã tức giận ta thấy a liên mạc danh kỳ diệu hỏi Người đang yên đang lạnh lại tức giận vẫn là biểu tình ngày hôm qua của ngươi lâm đại ngọc tốt hơn hiện tại lại biến thành a tử điêu ngoa a liên nói tôi chưa từng gặp loại đàn ông như anh làm ăn còn chưa bắt đầu đã nói vạn nhất thua thiệt anh thật sự không lên được mặt bàn lớn chẳng lẽ cả đời bày hàng vỉa hè à ta vội vàng cười bồi thường nói tôi đã nói sai được rồi tôi là một nông dân bố mẹ tôi cũng là nông dân tôi chưa bao giờ làm kinh doanh hôm nay là lần đầu tiên tôi đi theo bạn để luyện tập nông dân chúng tôi luôn nhỏ gan làm mọi thứ luôn sợ sói sau sợ hổ đó là trong xương rất khó để thay đổi a liên ngẩng đầu lên rốt cục có một tia ý cười nói chẳng lẽ tôi không phải nông dân cha tôi không phải nông dân ông nội tôi không phải nông dân người quảng đông chúng tôi một mình chỉ có vài đồng ruộng nếu chỉ dựa vào trồng lúa để trồng chuối thì không thể chết đói tại sao quảng đông chúng tôi giàu có như vậy an huy các bạn nghèo như vậy chính là bởi vì các bạn không dám xông pha không dám nghĩ không dám làm sợ cái gì cả đời người chỉ có vài chục năm lăn lộn tốt rồi bạn chính là người trên người lăn lộn không tốt người thân mời bạn ăn cơm bạn cũng không dám đi bạn nói có phải không quảng đông có nhiều người giàu cũng không hoàn toàn không phải người bản địa cũng có rất nhiều người nước ngoài bên thuận đức quảng đông chúng tôi cũng rất nhiều người nghèo không phải nói là người quảng đông thì nhất định rất giàu nhà chúng tôi rất nghèo a à, nhưng người nhất định phải to gan làm ăn sợ cái gì cái gì gọi là thua thiệt ta bị a liên oán hận á khẩu không trả lời được không nói gì để đối phó đúng vậy ta là người lá gan rất nhỏ nhưng tôi là người tỉnh lẻ không có ai giúp đỡ làm thế nào để kinh doanh chỉ có thể làm một công nhân nhỏ cho liên chỉ có thể nói làm công cho liên là được làm ăn lớn nghĩ cũng không dám nghĩ tôi đi xe ba bánh đặt máy ghi hình tivi lên xe ba bánh. Đem băng ghi hình gói kỹ cũng lắp lên. Liên ngồi trên xe ba bánh. Hai chúng tôi đạp xe ba bánh. Đi tới một quán ăn vặt bên cạnh. Dừng lại. Liên gọi hai phần bột ruột. Một đĩa ốc đồng xào lớn. Một phần gà thái thịt trắng. Một con cá. Xem ra nàng đích xác đói muốn chết. Từ 5 giờ đến 12 giờ tối đều không ăn cơm chính là một mình uống một chai bia. Rất nhanh quán ăn vặt đã bưng lên thứ chúng ta muốn. Lan gọi thêm hai chai bia. Nhìn tôi nói. Vị Quang Minh, anh cũng là một người thông minh. Sau này gan lớn một chút. Thua lỗ thì thua lỗ. Làm lại từ đầu đi. Dù sao cha tôi còn có xa trường. Tối nay bày hàng vỉa hè. Còn có hai tháng tiền lương của anh nhập cổ phần. Kiếm được tiền rồi tôi sẽ chia cho anh. Anh yên tâm. Bảo đảm kiếm được nhiều hơn đi theo cha tôi đào cát. Tôi cười nói. Đương nhiên rồi. Tôi tin. Ăn xong bữa khuya. Đã đến hơn một giờ đêm. Đạp xe ba bánh về nhà liên. Ta liền vội và trở lại xa trường trong phòng sắt ngủ. Ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Không ai mua cát. Đến trưa. Lại là Allen cười nói, ăn cơm không có con quỷ lười biếng như ngươi. Đoán chừng vừa mới rời giường đi. Đi thôi. Trên đường phố ăn trà trưa. Người Quảng Đông nói uống trà, kỳ thật chính là ăn cơm. Allen đi xe máy. Cao hứng bừng bừng dẫn ta đi quán trà trên trấn Đại Lương. Liên lái xe máy đưa tôi đi, cách thị trấn Đại Lương đã không xa. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Có người đánh nhau mười mấy người cầm ống thép cùng vài người khác cầm dao đánh nhau cầm dao nhỏ hiển nhiên không địch lại đánh một hồi rồi bỏ chạy sau đó mười mấy người cầm ống thép vây quanh một người đang đánh a liên thở dài nói trị an bây giờ loạn quá chúng ta quay đầu đi thôi từ xa tôi nhìn thấy người bị đánh kia hình như tóc đỏ trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an nói với a liên tôi thấy người bị đánh kia hình như là anh họ cậu. A Liên vừa nghe, chăm chú nhìn. Còn không phải là anh họ của mình sao? Vội vàng khởi động xe máy. Tăng tốc. Liều mạng xông lên. Mười mấy người cầm ống thép đang đánh người. Liên cưỡi xe máy cứ như vậy oán giận đi lên, hai người bị xe máy oán giận ngã xuống. Mười mấy người lập tức quay đầu. Cầm ống tuyết hung thần ác sát xông về phía ta và A Liên tôi vội vàng bảo vệ lan dùng cổ họng lớn nhất bình sinh hô lên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì điên rồi sao mười mấy người đánh nhau nghe thấy tôi nói tiếng phổ thông càng thêm càng rỡ lớn mật xa xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát chắc chắn có người nhìn thấy đánh nhau báo cảnh sát mười mấy người đánh nhau cầm ống thép nhanh chóng rút lui tìm thư uyển v v v chấm giao su sinh chấm công tôi hỏi liên có đánh anh không A à, Liên nói không có Ta nhanh chóng một tay mang theo biểu ca của A Liên hai người ngồi phía sau xe máy Vì tôi không có bằng lái xe máy không dám cưỡi A à, Liên cưỡi xe máy nhanh chóng quay đầu hướng về một con đường nhỏ hẻo lánh nhanh chóng quẹo vào Chúng tôi vừa rẽ vào con đường đó xe cảnh sát liền vang chuông báo động đi tới ba người chúng tôi vội vã nấp sau gốc cây đẩy xe máy xuống bậc thang nhỏ bên cạnh cây cối ở hai bên đường cao tốc rất cao ba người chúng tôi ngồi sổng dưới gốc cây không dám lên tiếng xe cảnh sát gào thét chờ xe cảnh sát đi xa chị liên lái xe máy mang theo tôi và anh họ anh ấy nhanh chóng trở về xe máy trở về nhà liên thấy lương bị đánh mặt mũi bầm dập tôi nhìn không được hỏi anh Lương, không phải anh rất hung dữ sao? Sao còn có người đánh anh? Anh xem tóc anh nhuộm thành màu đỏ, ngực còn có hình xăm, vừa nhìn đã biết là lăn lộn trong xã hội. A Liên nhổ một tiếng, nói: "Mỗi ngày lăn lộn trong xã hội, hôm nay không đánh người, ngày mai sẽ bị người ta đánh thôi. Lăn lộn trong xã hội nào có kết quả tốt?" "Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" A Lương ngồi trên ghế thở hổn hển nói: còn không phải bởi vì ngươi lần trước bay tới ngươi xem ngươi nói cái gì à người ta nói giống như tiểu thư người ta có thể không tức giận sao chính ngươi không hiểu trào lưu nói người ta không đúng chút nào trong lòng người ta hận ta tìm người sửa chữa ta đi a à, liên hung hăng nói tên phi phi kia ở đâu ở đâu chúng ta đi tìm hắn ta nhìn không được khuyên nhủ quên đi đừng gây chuyện buổi tối chúng ta còn phải bày sạp nữa a liên tức giận nói ngươi câm miệng cho ta miệng a lương nghẹn ngào nửa ngày cuối cùng cũng nói bay ở thôn tân đường nhưng chính hắn không dám đi chương 4 nữ nhân đường phố bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương 5 không thúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người Quảng Đông, đừng thấy bình thường gậy gò nho nhỏ. Đánh nhau là tương đối đoàn kết. Đặc biệt là người Triều Châu và người đứng đầu. Đánh không lại cũng phải liều mạng với ngươi. Đặc biệt ông ấp. Người tứ xuyên ra ngoài. Nếu biết người mình tiết kiệm bị khi dễ. Chỉ cần chào thôi. Không liên quan gì đến mình. Cũng không chút do dự đứng ra hai băng đảng xuất hiện cùng nhau lại có thể vì một tên trộm mà đánh nhau đúng là có chút nhưng rất nhiều chàng trai quảng đông tham gia đánh nhau không biết sự thật chỉ nghe thấy tên trộm kia lớn tiếng kêu người tỉnh ngoài khi dễ người quảng đông vậy thì bắt đầu vung lên một cây gậy gỗ tham gia chiến đấu người tứ xuyên bắt được tên trộm lớn tiếng hô có người tứ xuyên hay không rất nhanh đã có mấy người tứ xuyên đứng ra sau đó lại có càng nhiều người tứ xuyên đứng ra. Phụ nữ trên phố. Hai người bắt đầu đánh nhau bằng vũ khí. Đánh nhau. Người đi dạo phố đều sợ hãi trốn đi thật xa. A à, Liên Bảo tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thu dọn đồ đạc. Trước khi đánh nhau đến chỗ chúng ta phá hỏng đồ đạc. Nhưng tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp tivi. Chỉ là thu dọn ổ đĩa và máy quay phim vào xe ba bánh. Một đám người đánh nhau đã đánh tới trước mặt chúng ta. Một chàng trai bị đánh bằng gậy. Vừa vặn đánh vào tivi của A Liên. Cái tivi kia trong nháy mắt bị đập nát bấy. A Liên kia tức giận A. Đây là chiếc tivi mà cha ông đã mua vào năm 1989. Lúc đó tốn hơn 3.000 đấy. Thương hiệu Toshiba Nhật Bản. Không ngờ mới nhìn được 5 năm. Đã bị người đánh nát. Liên là một cô gái. Sao một que nướng từ quầy thịt nướng bên cạnh. Chiếu theo đám người tứ xuyên kia liền đánh tới. Tôi vừa thấy Liên tham gia chiến đấu. Không thể không giúp đỡ. Dù sao tính mạng của ta đều là do cha của A Liên cứu. Nếu không phải bố của Liên đã vớt tôi lên trên sông. Nói không chừng ta đã sớm chết đuối. Ta cũng thuận tay nhặt lên một cây gậy nướng. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có người dám đánh A Liên. Ta liền liều mạng với hắn. Rất nhanh tiếng còi cảnh sát vang lên. Hàng chục nhân viên công an mặc quân phục ngụy trang. Xong tới. Huyết sáo. Tất cả cúi xuống. Tôi và Liên vội vàng ném gậy nướng. Nhanh chóng chạy đến quầy hàng của chúng tôi. Giả bộ ủy khuất ngồi sổng trên mặt đất. Liên giỏi giả vờ nhất. Cư nhiên gào khóc lên ông cái tivi bị vỡ của mình người khóc thương tâm kia có lẽ hắn không giả vờ là thật sự đặc biệt thương tâm cảnh sát đến gần hai chúng tôi và xem tivi bị vỡ cho rằng hai chúng ta là thương hộ bị tai ương an ủi chúng tôi đừng buồn nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa theo chúng tôi đến đồn công an để ghi chép. a liên không muốn đi nói dựa vào cái gì Tivi của em bị đập nát rồi, hơn ba nghìn tệ đấy. Em tìm ai khóc đây? Em còn phải đi ghi chép với các anh. Cảnh sát nói, vậy để cho người đàn ông này đi. A à, liên kéo tôi lại, nói, không được. Cha tôi đang đào cát sông ở Đông Hoàng, nhà tôi không có ai. Tôi và cha tôi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ông ấy là công nhân của gia đình tôi tôi hoàn toàn dựa vào ông ấy để bảo vệ tôi. cảnh sát cười nói, ghi chép mà thôi. làm sao bảo vệ mà không bảo vệ? a à, liên nói, dù sao chúng ta cũng không đi. cảnh sát cũng không làm gì được. người đánh nhau chạy mất hơn phân nữa có quảng đông, có tứ xuyên. tên gây chuyện kia không bắt được. cảnh sát liên tiếp bắt mấy người, hỏi thương hộ bên cạnh chuyện đã xảy ra và tình huống xảy ra hầu hết các thương gia đều trốn không trốn cũng không muốn nhiều lời sợ bị trả thù đều là khoác tay nói không biết không phát hiện sợ hãi trốn đi quần chúng vây xem càng thêm không muốn nói người đánh nhau nhiều như vậy chạy mất một nửa nếu như người nào lắm miệng nói ra vạn nhất bị người khác trả thù thì làm sao bây giờ cho nên không ai dám nói ngay cả ông chủ tiệm thịt nướng bên cạnh chúng tôi cũng không dám nói một lời. Ông chủ tiệm thịt nướng nhìn thấy một cô gái tên Liên. Cương nhiên mang theo một cây gậy nướng như điên liền xông lên, khuôn mặt cũng sắp bị dọa tái. Tôi sợ Allen bị thương. Cầm một cây gậy nướng khác liều mạng bảo vệ hắn. Có người tới gần A -liên, ta cũng liền như phát điên đánh tới. Quản hắn nhiều như vậy a, à. cha của Allen là ân nhân cứu mạng của tôi làm sao tôi có thể để con gái ông ta bị thương chứ? cho nên ông chủ tiệm thịt nướng nhìn khuôn mặt hai chúng tôi đều sợ xanh mét. nào dám nói nhiều? sau khi cảnh sát đi hết, liên vẫn ngẩn người nhìn tivi nhà anh bị đập nát. xem ra là thật sự đặc biệt thương tâm. tôi ngồi xổm xuống an ủi cô, nói: em đừng khóc nữa. cùng lắm thì ngày mai chúng ta lại đi mua tivi. a à, liên nước mắt lưng trồng ngẩng đầu lên bỗng nhiên liền vương hai cánh tay ông lấy tôi tôi bị anh ông một cách khó hiểu như vậy nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ đành phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô a liên khóc một hồi tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra nói tivi bị đập nát rồi chúng ta làm ăn không được về nhà đi a liên nước mắt lưng tròng nói trước kia cha em nói muốn tìm anh làm con rể lúc ấy em mới không muốn trong lòng em nghĩ anh lớn lên đen thui người vừa ngốc vừa ngốc nhưng tiếp xúc lâu như vậy em phát hiện anh rất tốt thời khắc nguy cấp cũng có thể liều mạng bảo vệ em bây giờ em cảm thấy cha em không nhìn lầm người tôi xấu hổ cười cười nói ba cậu là ân nhân cứu mạng của tôi nếu không phải ba cậu vớt tôi từ dưới sông lên tôi có thể đã chết đuối chúng ta không nói những chuyện này nữa Thu dọn đồ đạc trở về đi. A à, Liên khóc gật đầu. Tôi lên xe ba bánh. Liên ngồi trên xe ba bánh. Hai chúng tôi chuẩn bị đi. Bỗng nhiên có một người đàn ông hơn 50 tuổi đi tới. Nói với hai chúng tôi. Tôi là quản lý thị trường trên con phố này, mọi người gọi tôi là chú Khôn. Hai người đã thua lỗ khi bày sạp ở đây. Tôi cũng rất xin lỗi. Xin hỏi hai người ở đâu? Tôi không nói. A à Liên nói: Chúng tôi là người của Trần thôn. Chú Khôn gật đầu, nói: "À, cách nơi này rất gần. Nếu là hương thân các con đã bị tổn thất, ta nguyện ý bồi thường cho các con." A à Liên mừng rỡ, nói: "Cảm ơn chú Khôn." Chú Khôn lại hỏi: "Cái tivi này của con bao nhiêu tiền?" Chị Liên nói: "Cửa hàng của tôi mua 5 năm trước." Nhật Bản nhập khẩu TV Toshiba. Lúc đó mua hơn 3.000. Đã xem 5 năm rồi. Không thúc gật đầu. Nói với một người đàn ông đi theo phía sau, anh đến văn phòng tôi lấy 3.000 tệ ra. Liên vội vàng khiêm tốn nói. Không cần nhiều như vậy. Dù sao TV nhà tôi đã xem 5 năm rồi. Sớm thôi. Người phía sau không thúc liền cầm tiền ra. Chú không đưa sắp tiền cho Liên. A Liên ngượng ngùng hỏi. Chú Khôn, cháu không hiểu. Tại sao chú lại bồi thường tổn thất cho chúng cháu? Chú Khôn cười nói. Cháu bày sạp trên đường của chú. Bị tổn thất. Chú đương nhiên phải đi cùng cháu. Cháu thường bày sạp ở đây. Hay là ngẫu nhiên bày một chút? A Liên nói. Chúng ta đương nhiên phải đến đây mỗi ngày. Chú Khôn. Anh gật đầu, nói. Nếu anh đến mỗi ngày, sau đó, tôi sẽ chỉ cho bạn một vị trí. Bạn chỉ cần đóng phí quản lý thị trường 100 đô la mỗi tháng. Sẽ ổn thôi. Như vậy coi như ngươi tới chậm, cũng không có ai chiếm chỗ của ngươi. A Liên suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua. Nói, đó là tất nhiên tốt. Chúng tôi thực sự có thể đến muộn hơn một chút. Đến muộn sẽ không chiếm được gian hàng. Nếu có thể có gian hàng được chỉ định, thì tất nhiên là tốt. Một trăm một tháng phải không? Vậy thì một năm là 11.200 nhân dân tệ. A à, Liên nói. Liên rút ra 1.200 trong 3.000 đồng chú không cho anh. Chú không lại gọi người phía sau quay về văn phòng viết biên lai, like, lại cầm một bản hợp đồng. Đưa cho A à liên. A à, Liên nhìn một chút. Chính là quy phạm hành vi của quầy hàng và chi phí phải trả hàng năm sau khi xem xong liền ký tên lên đó chú không cười nói sau này lại bày sạp trên đường này nếu có người khác gây chuyện cháu chỉ cần tìm chú là được a liên vội vàng nói cảm ơn không thúc a liên hướng ta tô màu tôi cũng vội vàng nói cảm ơn chú khôn chú khôn sửng sốt nói sao anh lại là người tỉnh ngoài a liên cười nói đây là con rể mà ba tôi tìm a liên nói như vậy tôi cảm thấy rất xấu hổ chú không lại nở nụ cười đưa tay vỗ vỗ bả vai tôi nói vóc dáng thật lớn chú không nói xong xoay người rời đi sau khi chú không đi rồi ta nhìn a liên một khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng nói sao cậu lại nói với chú không như vậy A à, Liên nói. Em ăn ngay nói thật. Ba em vẫn muốn chiêu mộ anh làm con rể. Chẳng qua em không đáp ứng mà thôi. Hiện tại em cũng không đáp ứng, em chỉ nói. Ba em không nhìn lầm người. Được rồi. Chúng ta trở về đi. Trên đường về. Đi qua một quán ăn khuya. Liên nói đói bụng. Ăn rồi đi. Hôm nay mất tivi rồi. Nhưng biết chú khôn đã có gian hàng cố định coi như là nhân họa đắc phúc ở quầy ăn khuya liên lại gọi một phần ốc đồng xào hai phần phở hai chai bia sau khi ăn xong tôi đưa anh ấy về nhà trên một chiếc xe ba bánh muộn rồi tháo vcr ra máy phát sóng và băng video cái tivi vỡ nát kia đều mang về mọi thứ đã được sắp xếp tôi nói với liên tôi phải nhanh chóng trở về xa trường hai con chó kia đói quá tôi còn phải trở về cho chó ăn nữa a à, liên gật đầu nói ngày mai anh dậy sớm dậy thì đến tìm tôi ngày mai phải sửa xe máy anh cũng không thể để tôi đẩy xa cửa hàng xe máy như vậy chứ anh tới giúp tôi đẩy tôi nói được ngày mai tôi đến sớm sau khi trở lại xa trường hai con chó săn lớn đã đói muốn chết lắc đuôi điên cuồng kêu tôi đã nấu cháo lấy từ trong tủ ra hai con cá muối cho vào cháo gạo nấu đi cho hai con chó săn lớn ăn ngày thứ hai tôi dậy sớm cho chó ăn khóa chặt cửa sân cát đạp xe đến nhà a liên lan đã dậy đang rửa mặt và trang điểm thấy tôi đến rất vui nói vị quan minh anh rất nghe lời phụ nữ trang điểm thường chậm hơn ngồi trước gương khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình nhìn trái nhìn phải nhân lúc cô đang trang điểm tôi không nhịn được hỏi cô ấy a à liên tôi càng nghĩ càng không hiểu cô nói xem chú không kia vì sao phải bồi thường cô ba nghìn tệ lúc người phụ nữ kia đánh nhau trên đường bị tổn thất không chỉ có hai chúng tôi tôi không phát hiện chú không kia bồi thường tiền cho người khác tại sao chú ấy lại bội thường tiền cho hai chúng tôi hơn nữa đây là lần đầu tiên hai chúng tôi đến đó bày sạp chú ấy hoàn toàn có thể làm bộ như không biết chú ấy hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy không cần đi cùng chúng tôi sao huống chi chúng tôi còn không biết người phụ trách con phố kia là chú khôn cô nói xem rốt cuộc là vì nguyên nhân gì a liên cười quay đầu nói phố nữ nhân là con phố phồn hoa nhất thị trấn đại lương đêm qua nhiều người đánh nhau trên con phố buôn bán này như vậy. Nếu người phụ trách đường phố không làm ra vẻ, an ủi thương hộ một chút, phóng chừng ngày hôm sau người bày hàng vỉa hè có thể chạy hơn phân nữa. Người ta không dám đi, tiêu một chút tiền nhỏ để cho người bày hàng vỉa hè biết thương cảm của người phụ trách đường phố đối với thương hộ là có thể giữ lại người bày hàng vỉa hè a. Đêm qua anh không chú ý sao? Lúc chú không cho chúng tôi tiền tìm thư uyển vây quanh rất nhiều rất nhiều người hình như còn có một cái máy quay phim anh có biết cái này gọi là gì không cái này gọi là biểu diễn cho người khác xem tốn một chút tiền có thể làm cho nội tâm thương hộ khác yên tâm cớ sao mà không làm tôi lắc đầu nói sẽ không sẽ không vậy bên cạnh bán quần áo quần áo mặc cũng bị người ta lật tung bán thịt nướng lò nướng đều bị người ta đạp đổ. Bên cạnh còn có một người bán chuối tiêu. Chuối tiêu đều bị người ta đạp nát. Vì sao chú không không bồi thường tiền cho họ, chỉ bồi thường tiền cho hai chúng ta? Liên vừa chải đầu, vừa nói. Quầy bán quần áo. Bị người ta lật tung. Quần áo đều được bọc trong nhựa. Có tổn thất gì? Nhặt lại là được. Cho dù không có bao bì cầm về dùng bàn chải tùy tiện chải sạch sẽ còn không phải bán sao. Bán thịt nướng. Lò nướng bị người ta đá văng. Nhiều nhất tổn thất một chút than củi mà thôi. Bán chuối tiêu. Mấy sâu chuối tiêu có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Anh không nhìn trên sạp viết năm hào một đống sao. Đạp nát có bao nhiêu chuối tiêu? Tổng cộng cũng không đáng giá 10 đồng. Có cần bồi thường không? Chỉ có hai chúng ta tôi đây chính là tivi lớn của Toshiba. Lúc mua hơn 3.000 đấy. Tôi cười cười nói. Vậy cũng không nên bồi thường anh 3.000. Anh đã xem 5 năm rồi. Cho dù bồi thường anh 2.000 cũng hơn. Chẳng lẽ không có phí khấu hao sao? A à, Liên cười nói. Hiện tại tivi đồng chi trong trung tâm thương mại đều tăng giá rồi. Hiện tại tivi đồng chi trong trung tâm thương mại. 4 năm ngàn đó. Tôi nhìn đôi mắt to mờ ảo của A Liên, nói. Có lẽ là bởi vì cô khóc quá thương tâm. Giống như mạnh khương nữ. Giọng lại lớn. Không thúc kia thương hại cô đi. Liên ném lượt qua, đập vào mặt tôi. Nói. Không biết nói thì đừng nói. Vị quan minh, ngươi có biết tật xấu lớn nhất của ngươi là gì không? Có vài lời trong lòng hiểu rõ là được. Chương 6 Tạp lập ok bạn đang nghe tại truyện chấm audio. A Liên lại nhặt lượt lên, vừa chải đầu vừa nói với tôi. Đã là tháng 10 rồi. Thời tiết vẫn còn nóng như vậy. Tôi cười nói. Đây không phải có quạt sao. Nói xong đứng dậy. Lấy cái quạt hợp kim nhôm ở nhà anh ta. Chuyển đến trước mặt A Liên. Nhấn công tắc. Cái quạt kim cương đó. Phát ra âm thanh xèo xèo. Xoay thật chậm chờ hai ba phút mới bắt đầu càng xoay càng nhanh a à, liên nói cái quạt hỏng này cũng không biết làm sao còn cần hâm nóng lại tôi cười nói đó là bởi vì vòng bi động cơ bên trong bị hỏng lại thay vòng bi dù sao hôm nay anh cũng phải sửa xe máy không bằng ông quạt điện này cùng nhau tìm cửa hàng sửa chữa điện sửa chữa một chút đổi vòng bi động cơ hai mắt a liên ngập nước nhìn tôi nói thật không nhìn ra a à, đồ ngốc hiểu biết còn rất nhiều trước đây lan luôn gọi tôi là đồ ngốc hiện tại chậm rãi không gọi ta kẻ ngốc gọi vị quan minh hôm nay lại bắt đầu gọi tôi là ngốc tôi có chút tức giận nói sao anh lại gọi tôi là đồ ngốc a liên cười nói thích anh mới gọi anh là đồ ngốc ai em thật hâm mộ những người lắp điều hòa trong nhà điều hòa xuất hiện trong trung tâm thương mại Thuận Đức từ năm 1993. Năm 94, rất nhiều gia đình giàu có ở Thuận Đức đều lắp điều hòa. Khi đó điều hòa rất đáng quý. Mấy ngàn đi. Dù sao bình thường làm công nghỉ cũng không dám nghỉ. Lương một năm cũng không mua được một cái điều hòa. Tôi cười nói với Liên. Buổi tối chúng ta bày sạp đàng hoàng. Dù sao cũng đã nộp 1.200. Có quầy hàng cố định. Có thể bày lâu một chút. Tôi nhìn qua quầy hàng kia khoảng chừng 10 mét vuông. Hay là chúng ta bày thêm một cái bàn nhỏ. Có thể bán bánh ngọt kiểu Quảng Tây nha. Để cho những người hát. Hát mệt có thể có chút bánh ngọt ăn. A à, Liên cười nói. Được, ý kiến này không tồi. Ta còn chuẩn bị mua chút trà. Làm ăn thôi, không thể dùng trà quá thấp. Mặc dù nói là trà miễn phí, trà vẫn phải tốt hơn một chút. A à, Liên rửa mặt, chải đầu trang điểm xong. Hãy nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 7 giờ sáng. Xoay người nói với tôi. Cửa hàng sửa chữa xe máy không mở cửa sớm như vậy. Em có đói không? Anh cũng không biết nấu cơm. Hay là chúng ta nấu chút cháo ăn đi. Liên bưng nồi cơm điện trong nhà. Rửa sạch sẽ đổ non nửa bát gạo, nạp điện, cười hiếp mắt nhìn tôi nói, chờ một chút, chúng ta ăn chút cháo rồi đi, sửa xong xe máy, còn phải đi mua một cái tivi, việc làm ăn của chúng ta vừa mới bắt đầu, tivi quá tốt tôi cũng không nỡ mua, mua một cái châu giang đi, mua cái lớn hơn một chút, hơn hai nghìn tệ, những năm chín không đôi khi rất kỳ lạ. Một người làm công bình thường vào thập niên 90, một tháng lương chỉ 3-400. Nhưng TV thập niên 90 không hề rẻ. Cho dù TV đen trắng còn 5-600 đấy. Điện màu châu gian thông thường 14 inch đều phải hơn 1.000. 21 inch thì phải hơn 2.000, TV đông chi nhập khẩu từ Nhật Bản đã bán được hơn 4.000. Nhưng bây giờ là năm 2023. Coi như là điện màu tinh thể lỏng. Hơn 40 inch đều không bán được 4.000 đồng. Nhiều người cho rằng tiền bạc hiện nay không đáng giá. Nói hiện tại 3.000 đồng cũng không bằng 300 đồng trước kia. Cách nói này mỗi người một ý. Tôi và A ăn xong cháo, nhìn xem thời gian chênh lệch không nhiều lắm 8 giờ. A đã khóa cửa. Tôi đẩy chiếc xe máy nữ của cô ấy. Buộc cái quạt điện bị hỏng vào ghế sau của xe máy. A đi trước. Hôm nay hắn đổi một đôi giày vải. Lan vốn rất thấp. Vóc dáng một mét năm mấy, bình thường luôn thích đi một đôi giày cao gót. Hôm nay bởi vì phải đi đường rất xa. Thay đôi giày đế vải. Có vẻ càng thêm thấp. A Liên lại thanh tú nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ hơn 80 cân. Đi trước tôi. Lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Tôi không thể không cảm thấy buồn cười. Đi thật lâu thật lâu mới đến cửa hàng sửa chữa xe máy mà anh nói. Trên cửa hàng sửa chữa xe máy có một nhãn hiệu rất lớn, cửa hàng sửa chữa xe máy Vĩ Cương. Nhãn hiệu quảng cáo mặc dù rất lớn. Nhưng cửa hàng lại không lớn chút nào. Chưa bước vào cửa tiệm. A Liên liền cao hứng phấn chấn nói. Cường tử, bạn học cũ. Đang bận cái gì vậy? Người sửa xe máy là một thanh niên, cao khoảng 1m7 toàn thân dầu mỡ không ít người sửa xe máy sạch sẽ với cái cờ lê trong tay đang tháo động cơ xe máy thấy a liên cười buông dụng cụ trong tay xuống tìm một cái khăn rách lau tay đi cười ha hả nói a liên đã lâu không gặp sao vậy xe hỏng rồi sao a liên cười nói đúng vậy hai ngày trước đuổi theo một tên khốn rơi xuống sông. Động cơ bị nước vào. Cường tử nhịn không được cười, nói. Cậu theo đuổi người ta làm gì? Con người cậu thật là mạnh mẽ. Lúc đi học liền đặc biệt tò mò. Tôi chỉ túng bím tóc của cậu một chút. Cậu liền từ phòng học đuổi tới sân thể dục. Đi học còn phải tiền giáo viên tố cáo tôi. Lúc đi học cậu chưa từng nhận thua. Bây giờ đã thành đại cô nương rồi, tính tình của cậu còn chưa thay đổi. A à, Liên cười nói. Có câu, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đời này tôi đoán chừng không đổi được. Cậu giúp tôi xem đổi động cơ mất bao nhiêu tiền. Cường tử đi tới bên cạnh xe máy của Liên, ngồi sổng xuống kiểm tra. Nói. Động cơ này còn khá mới. Không cần thay. Rửa sạch một chút là được. Động cơ nhật tháo ra rất vất vả. Bạn học cũ tôi ưu đãi cho bạn một chút. Phí giặt là 300 tệ. Động cơ Nhật Bản rất khó tháo ra. Lắp ráp lại cũng rất vất vả. Nếu bạn đổi động cơ Honda hoàn toàn mới, tôi phải đến cửa hàng phụ tùng xe máy này hỏi trước. Không nhất thiết phải có hàng trong ngày. Có thể phải vài ngày mới đến. Động cơ mới của Honda cần hơn 1.000 tệ. Hơn 1.700 tệ. Bạn suy nghĩ một chút a à, liên nói một cái ba trăm tệ là xong một cái tốn một nghìn bảy trăm tệ anh còn cần suy nghĩ không đương nhiên anh giúp tôi rửa một chút là được rồi nhưng tôi mỗi ngày đều phải dùng hôm nay anh có thể sửa được không nếu không sửa được tôi thì làm sao bây giờ mỗi ngày còn phải đi bộ anh xem người đứng ở cửa kia chính là người hôm nay giúp tôi đẩy tới a liên nói xong dùng ngón tay chỉ ta đứng ở cửa cường tử cười nói đó là ai vậy chồng cô à xem ra không phải người quảng đông chúng tôi dáng dấp cũng cao quá đi a liên đưa tay đánh cường tử một cái tức giận nói anh nói bậy bạ cái gì sửa xe của anh anh ấy là công nhân mà cha tôi mời tuy nhiên anh ấy rất tốt bây giờ chúng ta là bạn bè đúng rồi nhất định phải nhanh chóng sửa giúp tôi cường tử cười nói hôm nay chắc chắn không sửa được anh cũng thấy trước cửa tôi đổ nhiều xe máy như vậy mỗi người đến sửa xe máy đều hy vọng tôi sẽ sửa cho anh ta ngay trong ngày anh vội vã dùng xe vậy anh lái xe máy của tôi đi đi cường tử nói xong tay phải chỉ một chiếc xe máy nữ bên cạnh a liên tò mò nhìn cường tử một cái nói sao một người đàn ông như cậu còn lái xe máy nữ? Cường tử cười nói. Đây là xe của vợ tôi. Bình thường cô ấy không lái. Tôi lái cả ngày. Alan. Hơi tức giận nói. Được, anh đã kết hôn rồi. Lúc kết hôn cũng không thông báo cho em đi dự hôn lễ. Quá không có ý tứ đi. Cường tử cười nói. Vốn định thông báo cho cậu sau đó nghe nói cậu đi phật sơn học đại học không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu nên không thông báo a liên gật đầu nói được rồi tha thứ cho ngươi quay đầu nói với tôi vị quan minh cậu tháo quạt điện ra chúng ta đi xe máy này sửa quạt điện đi cường tử hỏi quạt điện của anh thì sao liên nói chuyển động âm ỉ, hơn nữa chuyển động rất chậm. Vị quan minh nói là vòng bi động cơ bị hỏng. Cường tử cười nói. Để đó, buổi tối tôi giúp cậu sửa. Thứ này rất đơn giản. Tôi sẽ không thu tiền của cậu. Nể mặt bạn học cũ. A Liên Kinh Hỷ nói, vậy đương nhiên là tốt rồi. Sửa xong anh đánh máy nhắn tin của tôi. Đến lúc đó ta mua chai rượu cho ngươi uống. Nói đi eo lên lấy một tờ giấy từ trên bàn ra, viết xuống số máy nhắn tin của mình. Tạm biệt Cường Tử sửa xe máy. Chị liên lái xe máy của Cường Tử. Để tôi ngồi sau. Bởi vì hiện tại cảnh sát giao thông trên đường càng ngày càng nhiều. Tôi không có bằng lái xe máy, cũng không dám đi. Lái xe không giấy phép, nếu bị bắt thì phải tạm giam. A à, Liên quay đầu nói với tôi, "Vị Quang Minh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải cùng tôi đi bày sạp ban ngày còn phải chờ ở xa trường lúc có khách đến mua cát thì xếp cát đợi qua một thời gian chúng ta hơi trống một chút cậu đi thi bằng lái xe máy lúc nào tôi cũng cưỡi xe máy chở cậu cậu lại cao như vậy người khác nhìn thấy luôn cười tôi tôi đồng ý sau đó chúng tôi đến trung tâm thương mại điện gia dụng ở thị trấn đại lương chuẩn bị mua TV màu cửa hàng điện gia dụng bán điện màu đều ở tầng 2. Tầng 1 toàn bộ đều là quần áo giày dép. Lên tầng 2, các loại đồ điện gia dụng đều có. Năm 1994 đã có VCG. Năm 1994, vạn yến điện tử VCG sản xuất hàng loạt, giá bán 4 không nhân dân tệ, đơn vị, chiếm 100% thị phần VCG, nhưng thị trường chính vẫn là CD. VCG thị trường bán hàng khối lượng không bằng CD thị trường bán hàng 10%. Quảng cáo VCG ở khắp mọi nơi. A liên nhìn mà lắc đầu, nói: hát karaoke với cái này chắc chắn tốt hơn băng video. Nhưng nó quá đắt. Nó quá đắt. Trên quầy bên kia đang bán máy chiếu laser. Đĩa CD đặc biệt lớn, vòng tròn giống như một mặt trăng lớn. Máy chiếu laser cũng không rẻ chị liên nói anh họ tôi đặc biệt keo kiệt mượn máy ghi hình của anh ấy luôn thúc giục tôi trả lại anh ấy anh ấy biết rõ tôi đang kinh doanh karaoke mới mượn anh ấy vài ngày đã thúc giục phải trả lại anh ấy không có cách nào thì phải mua một cái ta xuất phát từ tò mò tiến đến trước mặt nhìn một chút máy chiếu laser của it giá bán hơn một vạn đồng làm tôi sợ đến mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Để người bán hàng không hỏi tôi. Đến lúc đó xấu hổ tìm không thấy lỗ khoan. A Liên nhìn tôi nói. Cậu làm sao vậy? Gặp quỷ rồi. Tôi nhỏ giọng nói với A Liên. Mẹ ơi, mấy chiếu la dè hơn một vạn. Tôi sợ nhân viên bán hàng kia hỏi tôi. Sau đó xấu hổ. A Liên cười nói. Cậu yên tâm đi người ta sẽ không hỏi cậu đâu mua loại đồ này đều là mở phòng thu hình cậu nhìn toàn thân cậu xem chỗ nào giống ông chủ lớn người ta hỏi cậu làm gì lớn mật xem mở trung tâm thương mại không phải là cho người ta xem sao đi vào trung tâm thương mại cũng không có khả năng mỗi người đều phải mua đồ tự tin một chút được không a à, liên liền đi tới nhìn nhìn xem tôi vẫn đứng ở phía sau quay lại đi một nắm tay tôi lại gần trước mặt cẩn thận nhìn máy chiếu laser của nhật bản hàn quốc đa số tiếng nhật gọi là ld thương hiệu hàn quốc có tên samsung đều siêu cấp đắt a quả nhiên không có nhân viên bán hàng nào hỏi chúng tôi người bán hàng ngồi phía sau quầy uống trà trò chuyện đối với những khách hàng như chúng ta thì giống như không nhìn thấy trong lòng tôi nghĩ không phải làm nhân viên bán hàng sao trung tâm thương mại cũng không phải của nhà anh cảm giác ưu việt ở đâu ra còn không phải là một người làm công đi một vòng quanh phòng bán đĩa cd a liên một người cũng luyến tiếc mua đắt quá a liên nói với tôi cửa hàng cho thuê băng ghi hình có máy ghi hình cho thuê buổi chiều chúng ta đi thuê một cái đi mua em không nổi đâu TV có thể mua một cái, lại đến quầy bán TV, chỉ liên xem TV Toshiba của Nhật Bản. Thật lâu không muốn rời đi. Tôi biết cô ấy muốn mua, nhưng nó quá đắt. Cho nên cái TV trong nhà anh ta bị thằng khốn đánh nát. Cô mới khóc đến thương tâm như vậy. Cô cũng lo lắng về việc bố cô về nhà, phát hiện TV hỏng rồi, nên nói thế nào với ba đây? đã xem rất lâu tại quầy bán TV Toshiba của Nhật Bản. Rẻ nhất cũng phải hơn 4.000. Do do dự dự thật lâu. Vẫn quay đầu đi tới chỗ bán TV hiệu Châu Giang. Tốn hơn 2.000 đô. Mua một chiếc TV màu hiệu Châu Giang. Khi đó mua đồ điện gia dụng cũng không giao hàng, cần tự mình khiêng. Tôi và Liên hai người. Nâng bản màu Châu Giang lên. Ra khỏi cửa tiệm buộc chặt tivi màu vào ghế sau xe máy a liên nói với tôi cậu ở đây chờ tớ trước chờ tớ mang tivi về nhà rồi quay lại đón cậu tôi cười nói không cần dù sao cũng không phải đường rất xa tôi đi bộ về nhiều nhất một giờ a liên nói tôi bảo anh chờ thì anh chờ nhiều lời như vậy tôi còn chuẩn bị đi thuê máy quay video nữa nhìn A Liên hung dữ. Tôi đành phải nói. Được. Tôi đứng trước cửa trung tâm thương mại như kẻ ngốc. Chờ anh được rồi. A Liên mím môi cười, nói. Người vốn rất ngốc. Giống quách tỉnh vậy. Ta cười nói. Ta nếu là quách tỉnh thì tốt rồi. Kim đao phò mã, sẽ không thiếu tiền tiêu. A Liên cười nói. Kim đao phò mã cũng phải nuôi lão bà. Nghĩ chuyện tốt gì? Ở đây chờ ta. Ta sẽ trở về rất nhanh. Lan quay lại bằng xe máy. Tôi đứng cạnh trung tâm mua sắm. Mua một chai soda. Mua một tờ Nhật Báo Quảng Châu, nhằm chán xem. Máy ghi hình băng cassette là thập niên 80 bắt đầu nhập khẩu, vào thập niên 90 kinh tế Trung Quốc phát triển. Máy ghi hình Nhật Bản nhập vào Trung Quốc với số lượng lớn, Panasonic, Hitachi, Sharp và các thương hiệu nổi tiếng nhất những người ở độ tuổi 40. 50 cơ bản đều biết máy ghi hình, giá máy ghi hình phổ biến ước chừng đơn giá 3.000 đến 5.000 tệ, thu nhập tiền lương hàng tháng năm đó cũng chỉ có 100 tệ, được cho là đưa ra thị trường đồ điện gia dụng quý giá. Nhưng khi công nghệ phát triển, cuối cùng nó đã được thay thế bằng VCG, công nghệ DVD. Vào thập niên 80 TV là một vật vô cùng hiếm có, nhà ai có một cái TV đều đáng khoe khoang. Đến thập niên 90, TV màu Nhật Bản thịnh hành ở Trung Quốc, thế hệ 8X, thứ quý giá nhất trong nhà rất nhiều người chính là TV. Nhiều người lớn lên cùng với các TV Nhật Bản như Panasonic, Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi, vân vân. Chắc chắn rồi. Chuyện này chỉ xảy ra ở nông thôn Quảng Đông. Nông thôn Quảng Đông rất giàu có. Hầu hết các gia đình mua TV đều là các thương hiệu Nhật Bản như Panasonic, Sony, Toshiba, Sharp, Hitachi nhà liên ở trong thôn xem như hộ nghèo. TV mua đều là TV màu đông chi hơn 3.000 tệ. Nhà họ mua vào năm 89 còn rẻ hơn một chút. Bây giờ đã tăng lên hơn 4.000 vào năm 94. Ai, Quảng Đông nơi này? Đầu cầu mở trên toàn quốc. Người dân địa phương quả thật đặc biệt giàu có. Một thôn trang bình thường. So với huyện Linh Bích, An Huy chúng ta còn phồn hoa hơn biệt thự nhỏ của gia đình giàu có, cho dù đại viện huyện ủy huyện Linh Bích chúng ta cũng không sánh được. đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi chừng 2 giờ, A Liên mới trở về. ta cười hỏi nàng, ngươi làm sao lâu như vậy? A, à? ta đều chờ đến khi đói bụng. hai tiếng nữa trời sẽ tối. hôm nay còn làm ăn hay không? A Liên hơi ấy nấy nói, trong nhà có một người thân, Dì ba ở phương xa, lại nhảy không dứt phiền muốn chết. Tôi lại không thể giữ thể diện đuổi cô ấy đi. Liền cùng hàng huyên một hồi. Liền chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng đến cửa hàng cho thuê băng ghi hình. Thuê một cái máy ghi hình. Anh họ tôi người kia. Nhỏ mọn. Suốt ngày thúc giục tôi trả lại máy ghi hình cho anh ấy. Allen đi xe máy. Đưa tôi đến cửa hàng cho thuê băng video. Cửa hàng cho thuê phải nộp 2.000 đồng tiền thế chấp. A à, Liên nói: Tiền đặt cọc nhiều như vậy, không bằng anh trực tiếp bán cho tôi. Một cái VCR cũ đã qua sử dụng còn bán đắt như vậy. Cái mới bao nhiêu tiền? Cái mới loại VCR hiện tại cũng chính là hai ba ngàn đồng. Bà chủ cửa hàng cho thuê là nữ, cười ha hả nói: Cái này của chúng tôi vốn là mới, cho anh thuê sử dụng. Nếu anh muốn đổi máy chiếu laser, còn có thể trả lại cho chúng tôi chúng tôi chỉ kiếm chút phí thuê a liên suy nghĩ một chút nói được rồi ta lặng lẽ nói với a liên sao tiền thế chấp nhiều như vậy liên hạ giọng nói với tôi làm ăn là làm ăn bạn bè là bạn bè người quảng đông chúng tôi thực tế như vậy lan trả tiền xong kêu tôi ôm đầu máy quay phim ngồi phía sau xe máy lại vội vã về đến nhà sau khi về đến nhà liền đẩy xe ba bánh ra. Lấy máy quay đi. Máy phát điện. Cuốn băng. Toàn bộ điện màu lớn mới mua đều được chuyển lên xe ba bánh. Lại đến phố phụ nữ. Mở quán hát karaoke. Bây giờ đã có những gian hàng cố định. Cũng không cần cùng người khác đoạt quầy hàng. Nổi tiếng nhất thập niên 90 là disco. Thị trấn Thuận Đức Đại Lương đương nhiên có rất nhiều phòng khiêu vũ karaoke có người tên là Santiago. Còn có người gọi là mộng địch. Còn có cái gọi là mộng ảo chi dạ. Vào phòng khiêu vũ, nữ sinh miễn phí. Con trai phải trả 30 đồng. Bia trong đó. Đồ uống. Cố gắng vượt qua đắt tiền. Đến phòng karaoke chơi, phần lớn đều là người địa phương thuận đức. Hầu hết các cô gái đều làm việc. Bây giờ trong nhà máy quá mệt mỏi vào phòng khiêu vũ kiếm tiền nhanh một chút kiếm tiền nhiều một chút cái này hiểu đều hiểu nhưng các chàng trai làm công ở tỉnh ngoài đương nhiên cũng cần tình yêu cũng cần khiêu vũ disco cũng cần thiết khi đó nổi tiếng nhất chính là bài hát của jimmy jimmy a day a tôi và liên mở quán karaoke ai cũng nhảy disco ở quầy karaoke của chúng tôi lại là xoay mông lại là xoay ngực tự nhiên hào phóng Tư tưởng của người dân thập niên 90 đã tương đối cởi mở. Thường xuyên có thể nhìn dưới gốc cây đại thụ hai người ôm hôn nhau. Không coi ai ra gì. Phòng khiêu vũ karaoke vào thập niên 90 có thể nói là thánh địa tán gái. Phàm là trong túi có hai đồng tiền dư. Mọi người đều thích đến phòng khiêu vũ karaoke. Khi đó Phàm là nam hài tử Quảng Đông có tiền. Có năm người bạn gái là chuyện bình thường. Tìm thư uyển cho dù trong nhà máy chỉ cần là tiểu tổ trưởng của tổ làm việc hoặc một chàng trai đẹp trai cũng sẽ có vài cô bạn gái mấy người bạn gái thường xuyên vì tranh một người bạn trai mà đánh nhau con gái đánh nhau đây chính là liều mạng túng tóc đối phương ác hơn một chút thậm chí lột quần áo người ta nam hài tử bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt rất nhiều nam hài tử chỉ hy vọng hai nữ hài tử đánh nhau cởi quần áo đối phương ra thật no mắt những năm 90 vừa mới mở cửa, không có nhiều điều cấm kỵ. Tôn thờ phương Tây phàm là thịnh hành ở phương Tây, đều cho là tốt nhất. Những điệu nhảy phổ biến nhất của thập niên 90 cùng với đen Có chút giống với điệu nhảy đường phố bây giờ. Biên độ động tác phi thường lớn. Dù sao tôi cũng không nhìn thấy thứ đó. Bình thường A Liên thích nhảy disco. Braden cũng không chơi được vóc dáng cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn. Nhảy một hồi phích lịch vũ, mệt đến thở hồng hộc. Biên độ động tác disco hơi nhỏ một chút. Còn có thể chấp nhận. Âm nhạc Ấn Độ cũng phổ biến trong những năm 90. Lời bài hát Made in India thuận Đức Quảng Đông Thịnh Hành. Nhiều người thích nhảy. Nhiều hơn chính là bài hát của Trương Học Hữu. Hôn tạm biệt. Truyền thuyết sói đói các loại. Tương đối văn nghệ một chút chính là vạn thủy thiên sơn luôn là tình thuộc về khiêu vũ giao tiếp lúc đó không có khiêu vũ quảng trường muốn khiêu vũ cơ bản đều là đi khiêu vũ karaoke trên sàn hát một bài hát với hai đô la sau đó nhảy qua hát hay vây xem hay có thể nghe được tiếng vỗ tay bóp bóp của người vây xem trong lòng có cảm giác vinh dự thỏa mãn thật ra mỗi người chúng ta đều có một loại hư vinh đều hy vọng được người khác khen ngợi. Được người khác đánh giá cao. Được người khác khẳng định. Công việc kinh doanh của chúng tôi đêm đó rất tốt. Chưa đến 11 giờ. Chỉ kiếm được hơn 100 đồng. Trong lòng A Liên đặc biệt vui vẻ. Chương 7 Giúp người làm vui gốc trễ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhà thơ đời nhà Minh Trương Triều trong cu mộng ảnh nói. Cái gọi là mỹ nhân giả. Lấy hoa làm tướng mạo, lấy chim làm tiếng, lấy trăng làm thần, lấy liễu làm thái, lấy ngọc làm cốt, lấy băng tuyết làm da, lấy thu thủy làm tư thế, lấy thi từ làm tâm. Ta không có liên quan. A à, Liên thật ra là một nữ hài tử sinh ra vô cùng xinh đẹp, có thể nói là viễn sơn mi đại trường, tế liễu eo lượng lờ. Trang điểm xong lập xuân phong, nhất tiếu thiên kim thiểu. Bộ dạng có chút giống mạc văn quý bất quá làn da so với mạc văn úy trắng hơn nhiều. Ánh mắt cũng lớn hơn mạc văn úy, ngập nước. Tức giận đi. Một đôi mắt ngập nước trợn tròn. Giống như có huyết hải thâm cừu với nàng vậy. Tóm lại hắn trừng mắt ta cũng không dám nói lời nào. Tối qua hai chúng tôi làm ăn rất tốt. Thu nhập cũng không tệ. Cô vui vẻ uống một chai bia. Một tấm đỏ mặt mềm mại, tự như hoa sen màu đỏ trong hồ sen ngón tay trắng nõn, giống như quả vải bóc vỏ. Nhìn sắc trời đã tối, tôi nói: có phải chúng ta nên chuẩn bị trở về không? Người càng ngày càng ít. A liên gật đầu, nói: vậy anh thu dọn đồ đạc đi, bởi vì điện màu biển châu giang là mới mua. Lúc xếp xe anh thậm chí ngay cả bọt trong hộp đóng gói cũng không nỡ ném. Lúc bày sạp bắt tôi phải đặt tivi lên bong bóng. Nói là sợ đụng rớt sơn. Không lây chuyển được hắn. Buổi tối lúc dọn quán. Lại nhét tivi vào thùng giấy. bong bóng ép thật. Thu dọn xong sạp, đang chuẩn bị đi. Một cô gái nhỏ phía trước trong khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Khóc bên đường. A à, Liên sôi nổi chạy tới, từ trong túi sách của mình lấy ra một cái bánh ngọt Quảng Đông. Bánh sữa thối, đây là một món ăn Quảng Đông độc đáo. Triều Châu nổi tiếng với hương thơm mềm mại, ngọt ngào, mang theo mùi thơm đặc biệt, hình dáng nhỏ nhắn, mùi sữa nam, tỏi và rượu nguyên chất độc đáo, thơm ngon, ngọt mà không ngấy, hơn nửa giàu dinh dưỡng. Chị Liên rất thích ăn loại bánh sữa thối này. Mỗi lần bày sạp, trong túi sách nữ của cô luôn có mấy cái. Túi sách là một loại màu vàng ấm áp. Con gái luôn thích túi sách. Allen cũng không ngoại lệ. Trong phòng cô có mười mấy cái túi, đủ loại. Đôi khi tôi tò mò hỏi trong túi sách của anh chứa cái gì. A à, Liên cười nói, chuyện nữ nhân ngươi cũng hỏi thăm, đều nhàm chán. Nhưng sau đó anh ấy lại nói với tôi, có thể có cái gì? Đó là son môi, gương nhỏ, lược, khăn gì, và một ít bánh ngọt tôi thích ăn. Tôi xấu hổ cười cười cũng không phải bát quái chính là tò mò một cái túi nhỏ như vậy có thể chứa cái gì a liên ngồi sổng bên cạnh cô bé kia dỗ dành cô bé kia hỏi tiểu lộ nữ khóc cái gì vậy con gái nhỏ là tiếng quảng đông có nghĩa là cô bé cô bé khóc nói mẹ nói đi vệ sinh lâu như vậy còn không về sợ hãi liền khóc a liên cười nói Tỷ tỷ ở đây chờ mẫu thân ngươi. Có tỷ tỷ ở đây bảo vệ ngươi. Không ai dám khi dễ ngươi. Lại đợi hơn 10 phút. Một người phụ nữ dưới 30 tuổi bước vào. Thấy con gái nhỏ của hắn chơi với Liên. Ngay từ đầu sắc mặt rất hoảng hốt. Làm như chúng ta là bọn buôn người vậy. Lại đây. Nhìn xem chúng ta đang làm ăn. Rốt cục yên tâm. Người phụ nữ kia ra sức cảm ơn chúng tôi a liên nói đi toilet anh cũng mang theo con anh mà mẹ của bé gái tìm được a liên cười nói con đi toilet cũng nên mang theo con gái mẹ cô bé nói trong toilet không có giấy mẹ liền đến cửa hàng bên cạnh mua gói giấy chậm trễ một chút đứa bé đợi lâu liền khóc cảm ơn mẹ a liên cười thản nhiên nhìn bóng lưng hai mẹ con rời đi hơi có vẻ thương cảm quay đầu nói với tôi. Ba tôi qua Đông Hoàng Đào Hà Sa. Đã gần 20 ngày rồi. Còn chưa về. Lát nữa tôi phải gọi điện thoại hỏi xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước kia ba tôi ra ngoài Đào Hà Sa nhiều nhất nửa tháng đã trở về. Lần này sao lâu như vậy? Tôi đi xe ba bánh. Liên ngồi trên xe ba bánh. Phía trước không xa có một cửa hàng. Liên bảo tôi dừng xe. Đến cửa hàng sĩ đa gọi điện thoại. Gọi vài phút mới gọi được, A Liên ở trong điện thoại nói. Ba ba. Sao ba lâu như vậy còn chưa về? Bình thường ba tối đa nửa tháng đã về. Bây giờ cũng sắp 20 ngày rồi. Một tuần nữa là sinh nhật con. Ba còn chưa về. Chẳng lẽ ba quên sinh nhật con sao? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của ông chủ, nói. Động cơ ba tải lên hỏng rồi đã hai ngày nay sửa chữa rồi ngày mốt có thể trở về yên tâm đi con gái ba nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho con a liên nói xong nước mắt lại rơi xuống bố của alan cúp máy alan trả tiền điện thoại quay đầu nhìn tôi tôi nói đùa sau hai ngày nay anh cứ khóc hoài vậy giống như lâm đại ngọc vậy liên trừng mắt nhìn tôi nói Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Lớn lên cùng cha tôi. Hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Loại tình cảm này bạn không thể cảm nhận được. Đúng rồi. Ngày 13 tháng 9 là sinh nhật của tôi. Bạn chuẩn bị quà sinh nhật gì cho tôi? Tôi dùng ngón tay gãi gãi đầu, nói. Ông chủ cho tôi hai tháng tiền lương không phải tôi đều cho anh sao? Đầu tư cho anh làm ăn. Tôi cũng có tiền gì? Tôi cái gì cũng không cho anh được. Nhiều nhất là ra bên đường tìm một ít hoa dại. Tặng cho anh thôi. A à, liền cắn một miếng, nói. Phi. Ngươi tặng người thì tặng hoa dại sao? Trách không được ngươi không có bạn gái. Ngốc như heo. Quách tỉnh tặng cho Hoàng Dung, còn biết tặng cho người ta một con ngựa đỏ. Tôi không nói gì cho đúng. Đành phải tiếp tục vào đầu. Nói nhưng tôi thật sự không có tiền. Liên lấy 200 đồng từ trong túi nhỏ của anh ta đưa cho tôi. Nói. Đây, cầm lấy. Buổi tối về nhà suy nghĩ cả đêm. Nghĩ xem có thể tặng tôi cái gì. Nếu không đủ tiền thì nói lại với tôi. Việc kinh doanh của hai chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Hai ngày trước tivi lại bị một đám cặn bã đập nát. Cái này lại mua tivi mới. VCR mới thuê a à, liên đích xác cũng không có tiền bởi vì sa trường mấy ngày nay đều không có người đến mua cát không ai mua cát liên làm gì có tiền chứ mở quán cả đêm cũng chỉ kiếm được hơn một trăm tệ chúng ta tổng cộng mới bày vài ngày mà thôi tôi sẽ giữ hai trăm đô này cảm giác hơi nóng tay cẩn thận hỏi cô vậy rốt cuộc em thích cái gì a à, liên tức giận nói chúng ta quen nhau gần 3 tháng rồi. Cậu cũng không biết tôi thích cái gì. Sao cậu lại ngốc như vậy? Nói. Đã tôi một cước. Lại tiếp tục nói. Tối nay em cẩn thận suy nghĩ. Chờ sinh nhật anh, em nhất định phải tặng anh một món quà. Nếu em không tặng quà cho anh, xem anh thu thập em như thế nào. A Liên lại tiếp tục hỏi tôi. Đúng rồi, sinh nhật cậu lúc nào? chứng minh thư của cậu đâu cho tôi xem tôi cười nói chứng minh thư của tôi để dưới gầm giường ai suốt ngày mang theo anh ta lần trước nhờ anh giúp tôi làm thẻ tạm trú anh kéo tới kéo lui bao nhiêu ngày cũng không làm cho tôi vạn nhất ngày nào đó kiểm tra thẻ tạm trú lại mang người ta đi chính là anh làm hại a à, liên cười cười nói không xứng đáng trong khoảng thời gian này không phải quá bận sao ngày mai đi ngày mai dậy sớm anh cầm chứng minh thư tôi vào trong thôn tìm bí thư thôn viết giấy chứng nhận sau đó đến đồn công an đại lương làm giấy chứng nhận tạm trú cho anh tôi nói vậy cảm ơn anh a à, liên tiếp tục hỏi rốt cuộc khi nào thì sinh nhật anh tôi nói tôi lớn lên với gì tôi từ nhỏ chưa bao giờ có sinh nhật tôi không biết chính xác ngày sinh nhật của tôi là gì sau khi trở lại An Huy. Có một bà cụ nói đó là gì tôi? Ông ấy nói với tôi đó là 574 gì. Nhưng số ID của tôi là 572. Chính xác năm nào tôi cũng không biết. Dù sao tôi cũng chưa có sinh nhật. A à, Liên thở dài, nói: Em tưởng từ nhỏ em không có mẹ rất đáng thương. Không ngờ anh có mẹ cũng không biết sinh nhật mình. Xem ra anh đáng thương hơn em. Tôi có chút tức giận nói: Bất quá sinh nhật thật đáng thương a, à, nào có cách nói này của anh. Nam hài tử phương Bắc chúng ta có mấy người tổ chức sinh nhật. Cũng chính là người Quảng Đông các anh. Coi sinh nhật quan trọng như vậy. Lan nhìn tôi có chút tức giận. Sẽ không nói nữa. Chúng tôi trở về nhà Allen. Tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc. Giao su xuyên. Cầm, tôi lấy máy quay tivi. Toàn bộ máy phát điện được dở vào trong phòng ngoài cửa xe máy vang lên a liên tò mò nói kỳ quái sắp một giờ tối rồi còn có người tới nhà chúng ta mở cửa ra thì ra là anh họ của liên trên ghế sau xe máy ngồi một cô gái tóc cô gái này màu vàng mặt còn hơi bảo thủ một chút nhưng đôi môi được bôi sau môi màu xanh lá cây vừa nhìn đã biết không phải là cô gái đứng đắn gì a lương vào cửa cười hì hì nói. Biểu muội em về rồi. Anh đã đến nhà em hai ba lần rồi. Sao em về trễ thế? Alan nhìn Alan. Tức giận nói. Tới lấy máy quay phim nhà anh phải không? Tôi chuẩn bị ngày mai sẽ đưa qua cho anh. Xem bộ dáng keo kiệt của anh kìa. A Lương cười hì hì nói. Đây là bạn gái mới quen của anh. Lệ lệ. A à lệ, thế nào? đẹp không? A liên liếc mắt một cái, nói: liên quan gì đến tôi? Trong lòng tôi nói: lại là yêu ma quỷ quái. A lương cười hì hì nói: em họ, cho anh mượn ít tiền đi. A liên tức giận nói: tôi làm sao có tiền? Lần trước xe máy rơi xuống sông, sửa xe máy. Bây giờ tôi còn chưa đi lấy. Tivi lại bị tên cặn bã đập bể lại mua tivi mới, anh lại tới đòi máy quay, tôi thuê một cái máy quay, tôi làm sao còn có tiền? A lương vẫn cười hì hì nói, ta đều nghe nói, ngươi đi tìm phi phi, ca ca phi phi cho ngươi hai nghìn đồng, coi như là ta bồi thường, tiền này ngươi dù sao cũng phải cho ta chứ, làm cho a liên tức điên lên, nói, đại ca, anh có thể trời sinh một chút không? Hiểu chuyện một chút. Em rơi xuống sông. Anh không đồng tình an ủi em. Chạy tới liền hỏi em muốn hai nghìn đồng kia. A à, lương nói. Nhưng đó là phi phi bồi thường cho tôi sao. Chương 8 Hộ thân phù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. A à, liên tức giận nói. Anh họ, anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi? Lần nào là nghiêm túc. Trong nhà anh cũng không có bao nhiêu tiền đều bị anh làm phiền rồi lần này muốn tiền thì làm gì a lương cười nói lệ lệ muốn mua một cái điện thoại nokia liên càng thêm tức giận nói điện thoại di động tôi cũng không có tôi đều đang dùng máy bb điện thoại di động anh có dùng nổi không một phút ba mau tiền nếu như lệ lệ của anh nấu cháo điện thoại với người khác một tháng tiền điện thoại cũng phải mấy trăm hơn một ngàn đồng anh dùng nổi không thứ đó là thu phí hai chiều nghe cũng phải tốn tiền tôi thật sự bị anh làm cho tức chết a lương thấy a liên không chịu đưa cho mình hai nghìn tệ tức giận nói được rồi nằm đó nếu gì tôi không phải đi xã tam thủy lô tiếu xuống ruộng làm việc sao lại bị rắn độc cắn vì tôi bị rắn độc cắn ba cậu còn chưa đi chữa bệnh cho ông ấy hại gì tôi qua đời sớm như vậy gia đình các cậu vẫn nợ gia đình tôi ân tình còn nữa ba cậu sửa thuyền xi măng gia đình chúng tôi cũng cho gia đình các cậu vay tiền bây giờ tôi hỏi cậu muốn hai nghìn tệ hơn nữa số tiền đó vốn không phải của cậu là người ta bay cho tôi tại sao cậu không cho tôi liên nghe a lương kể như vậy thật sự là tức điên rồi nói tại sao mẹ tôi đi xuống ruộng ở xã nụ hoa tam thủy còn không phải vì cha cô bị bệnh cần tiền lúc đó mọi người đều kiếm được tiền công một ngày chỉ có mấy xu bố cô bị bệnh mẹ tôi muốn kiếm thêm chút tiền để khám bệnh cho cha cô mới đến xã nụ hoa tam thủy cô lấy cớ nhà chúng tôi không muốn đưa mẹ tôi đi khám bệnh sao bị rắn cắn đưa đến bệnh viện đã không còn kịp rồi. Lúc mẹ tôi qua đời, nhà các cô đều không có người đến. Cô còn không biết xấu hổ oán trách cha tôi. Cô cút cho tôi. Hai nghìn đồng cho cô. Sau này cô đừng bao giờ đến nhà chúng tôi nữa. Nói đi. Lan bước vào phòng trong. Tìm ra hai nghìn đô từ món quà. Bà ném xuống đất. A à Lương cũng biết mình nói nặng nề. Không nói một lời ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng tờ hai nghìn tệ lên kéo lệ lệ ra cửa sau khi a lương đi rồi a liên nằm sấp trên bàn khóc ta cũng không biết khuyên nàng như thế nào a liên khóc một hồi nói thân thích đây chính là tình thân suốt ngày chỉ muốn chiếm tiện nghi của gia đình chúng ta khi nào thì giúp gia đình chúng ta vậy bố em đóng chiếc thuyền xi măng đó mượn từ ngân hàng không đủ tiền mới hỏi gia đình họ mượn mấy ngàn đồng nhưng rất nhanh đã cho gia đình họ bây giờ còn treo trên miệng giống như nợ gia đình họ bao nhiêu tình người chuyện nhà người khác một người ngoài như tôi sao có thể chen vào một câu chứ đành phải yên lặng nghe a liên nhìn ta không lên tiếng nước mắt lưng tròng hỏi ta ngươi vì sao không nói lời nào tôi cúi đầu nói chuyện nhà của hai người tôi không biết nên nói gì a liên bị chọc giận nở nụ cười nói cậu chính là ngốc quá ngốc so với quách tỉnh trong chuyện anh hùng xạ điêu còn ngốc hơn cậu về ngủ trước đi ngày mai dậy sớm một chút tôi đi mang cậu làm giấy chứng nhận tạm trú xe máy hẳn là cũng sửa xong ngày mai còn phải đi lấy xe máy nữa tôi đã hứa trở lại bãi cát hai con chó đang đói ở đằng kia gâu gâu kêu cho chó ăn đi tắm xong rồi đã đến hai ba giờ đêm trời sắp sáng rồi sáng ngày thứ hai tôi dậy sớm cho hai con chó ở bãi cát ăn lại đây với allen cô ấy vẫn chưa dậy cửa vẫn đóng người quảng đông chỉ cần thức dậy là sẽ mở cửa đợi hơn nửa giờ cửa mở ra a liên mắt ngái ngủ mông lung nhìn ta nói ngươi đã đến lâu rồi sao không gõ cửa ngươi ngu ngốc ngươi ở bên ngoài chờ ta một lát ta rửa mặt chải tóc lại đợi nửa giờ a liên đi ra bố của alen không có ở nhà chỉ có một mình hắn ở nhà tất nhiên là cô ấy sẽ đóng cửa khi thay đồ cô ấy chải đầu ăn mặc xong hỏi tôi anh có mang chứng minh thư không tôi nói mang theo tôi thấy a liên hình như vẫn còn hơi hờn dỗi nhìn không được nói còn đang vì chuyện tối qua mà tức giận a thân thích nha chỉ có chuyện như vậy mẫu thân ruột thịt nhà ta đại ca ruột thịt cũng không thương ta suốt ngày nhìn ta không vừa mắt huống chi thân thích ngươi nghĩ thoáng một chút a liên thở dài nói Ngươi từ nhỏ đã tặng cho cô nuôi dưỡng. Cô của ngươi chính là mẹ ruột của ngươi sao? Là chính ngươi bị coi thường. Nhất định phải chạy đi tìm cha mẹ ruột của ngươi. Người ta chê ngươi là gánh nặng. Ngươi lớn như vậy rồi. Chạy đi tìm cha mẹ ruột của ngươi. Vậy cha mẹ ruột của ngươi không thể chuẩn bị phòng ở cho ngươi, chuẩn bị lễ hỏi cho ngươi. Không để ý tới ngươi. Không phải tiết kiệm được một khoản tiền sao? Dù sao từ nhỏ lại không có nuôi ngươi, có tình cảm rắm gì với ngươi. Tôi nghe xong trong lòng lại tức giận, lại cảm thấy những câu cô nói là chân lý. A à, Liên nói tiếp, "Con cũng không nghĩ nữa. Vì con nuôi con đến 15 tuổi. À, con chạy đi tìm cha mẹ ruột. Vì con nghĩ sao? Nuôi con không công. Con đến nhà cha mẹ ruột. Cha mẹ ruột con lại cảm thấy con là gánh nặng." vậy con lại quay về chỗ cha mẹ nuôi con trong lòng cha mẹ nuôi con có khúc mắt với con giống như một tấm gương ném xuống đất vỡ nát cho dù con nghĩ hết mọi cách ghép nó lại vết nước trên gương cũng vĩnh viễn ở đây đúng không khiến cho con bây giờ giống như một đứa trẻ mồ côi không ai thương không ai yêu đọc nhiều sách đến choáng váng rồi sao mỗi ngày đều nói mình thích đọc hồng lâu mộng đã thành một sách rồi mặc dù liên gầy gò nho nhỏ nhưng lời nói lại từng câu là chân lý ta muốn phản bác nàng nhưng một câu cũng không phản bác được chị liên tiếp tục nói anh đến nhà chúng tôi làm việc đã ba tháng rồi em chưa bao giờ thấy anh viết thư cho nhà anh đã gọi điện thoại người trong nhà anh làm sao có thể nhớ anh được tình thân đều là của nhau có lẽ cha mẹ ruột của anh không xứng đáng với anh cha mẹ nuôi của anh không xứng đáng với anh chứ anh cũng không gọi điện thoại tôi cúi đầu không lên tiếng hồi lâu sau mới nói nhà tôi nghèo quá không có điện thoại a à, liên nói tiếp vậy cậu viết thư đi tôi nói tôi đến quảng đông lâu như vậy một phân tiền cũng không kiếm được làm gì có mặt mũi viết thư a liên thở dài một hơi thật sâu nói không kiếm được tiền cũng nên viết thư a chỉ cần hai ta làm ăn tốt tháng sau ta sẽ cho ngươi tiền ngươi đừng ở trước mặt ta tiền tiền giống như ta nợ ngươi bao nhiêu tiền vậy tôi hơi xấu hổ nói em đâu có hỏi anh đòi tiền chỉ là có cái gì nói cái đó trong lòng em nào có nhiều khúc khuỷu như vậy là anh suy nghĩ nhiều a liên không nói nữa tôi và liên đến trước cửa nhà bí thư thôn a liên gõ cửa vợ bí thư thôn đi ra nói anh nói đi hợp còn chưa về hay là vào nhà ngồi một chút a liên lắc đầu nói không được chúng ta ở dưới gốc cây đại thụ phía trước chờ đi không phiền thím nữa trước sân nhà bí thư thôn có một gốc cây đại thụ dưới tàn cây có một cái bàn đá hai cái ghế đá hai chúng tôi đến dưới gốc cây ngồi trên ghế đá a liên nhìn tôi tiếp tục nói quảng đông chúng tôi có một câu nói quỷ kêu anh nghèo đứng lên anh đến quảng đông chúng tôi mặc dù cũng chịu rất nhiều tội lỗi bị người ta ép phải nhảy xuống sông nhưng chuyện này cùng với ông nội năm đó đi nam dương vậy còn kém xa nam dương chính là singapore hiện tại tổ tiên của rất nhiều người thuận đức chúng tôi đều đã đến đó tôi nghe cha tôi nói khi ông tôi còn trẻ tác giả thuyền gỗ vượt biển hơn một tháng mới đến singapore ở đó đã bị người ta bán heo con không có tiền công chính là sửa đường sắt ba bữa ăn đều không đủ no sau đó người nhật đến đã có chiến tranh ông nội tôi lại bị người nhật bắt đi cu li khô một lần nói đó là một vụ nổ ông nội tôi bị gạch vụn đè dưới tường có một cái giếng dưới bức tường cái giếng chặn súng để lại một chút khe hở người nhật không tìm thấy ông tôi ông nội tôi mới lấy lại được một mạng sống nhưng rất nhiều người ở thuận đức chúng tôi đã chết ở singapore chắc chắn rồi cũng có rất nhiều người làm giàu ở singapore tìm thư uyển ông nội tôi trốn về rồi nhiều người cho rằng ông nội tôi kiếm được rất nhiều tiền ở singapore sau giải phóng liên lụy cha tôi chịu khổ gia đình tôi từ khi tôi có thể nhớ chính là hai năm nay mới trở mình sau khi xoay người cũng chỉ có vài phần ruộng ban đầu bố tôi chỉ dùng một chiếc thuyền gỗ nhỏ cá sông muối chợ sáng đi bán cá cuộc sống miễn cưỡng mấy năm trước trong thôn nhà nhà đều phát tài xây nhà lầu cha tôi ghét bỏ không được chỉ cần đến ngân hàng vay tiền làm một con tàu xi măng đi xuống sông đào cát nhưng anh cũng đã thấy gia đình tôi luôn là người nghèo nhất làng tôi có phàn nàn gì không tôi có bao giờ ghét cha tôi không ngươi a chính là đọc nhiều sách mọc sách tôi không dám nói một lời cúi đầu xuống lúc này bí thư thôn đã trở lại liên đưa tôi đến nhà bí thư thôn Tìm bí thư thôn mở một tờ giấy chứng nhận. Rồi Allen đưa tôi đến cửa hàng sửa xe máy. Lấy lại chiếc xe máy. Đi xe máy đến đồn cảnh sát. Khi đó gọi là đại đội liên phòng trị an trấn đại lương. Làm thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú là một tờ giấy mỏng. Trên đó có một con dấu đỏ thẳm. Liên cười nói. Đây là bùa hộ mệnh của cậu. Cất kỹ rồi tới tốn 280 đồng đấy. Làm thẻ tạm trú 280 tệ một năm. Làm xong giấy phép tạm trú. A à, Liên nói. Vốn em định tháng này sẽ cho anh mấy trăm đồng dùng. Nhưng mỗi ngày anh đều đạp xe ba bánh đến thị trấn Đại Lương bày sạp. Trên xe lại kéo em. Lại kéo dạng âm thanh. Công chiếu. TV. Máy quay phim. Còn có một đống băng video rất nặng. Em thấy anh đạp xe ba bánh mệt mỏi. Trong lòng muốn mua một chiếc xe máy ba bánh. Ta cười cười nói với A Liên. Ngươi không cần cho ta tiền. Ta lại không tiêu. A Liên thản nhiên cười, nói. Gửi ít tiền cho ba mẹ con đi. Viết thư về nhà. Chương 9 Dây chuyền Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cha của Liên ra ngoài đào cát hơn 20 ngày. Cuối cùng cũng trở về. À, liên cao hứng muốn chết. Đi xe máy vào bờ. Xe máy vẫn chưa dừng hẳn. Tự như một con thỏ đồng dạng nhảy nhóc một cái mảnh liệt chạy lên nhà nàng xi si măng thuyền. suýt ngã. Trên thuyền đầy các sông. Bố của Allen là sếp của tôi. Tôi và ông chủ cùng dở toàn bộ băng tại các sông lên bờ. Ba của liên mặt mày hồng hào, có vẻ đặc biệt vui vẻ. Nhìn tôi nói cao lão tôi nghe con gái tôi nói gần đây anh cùng anh ấy hợp tác buổi tối bày sạp kinh doanh karaoke nghe nói kinh doanh cũng không tệ lắm con gái tôi từ nhỏ lẻ loi một mình bây giờ có một người bạn tôi cũng đặc biệt vui vẻ bố của liên nói lần này ở phía sông hoàng giang đông quang giúp một ông chủ kéo một lô vật liệu xây dựng ông chủ đưa hai ba nghìn tệ vì vậy chậm trễ một tuần. Bởi vì vật liệu xây dựng kéo quá nặng. Xi lanh động cơ diesel cho tàu xi măng. Có động cơ diesel cho tàu xi măng sửa chữa. Cho nên mới chậm trễ lâu như vậy. Ba của A Liên nói xong, từ trên người lấy ra một cái hộp gấm màu đỏ. Nói với Liên, "Còn vài ngày nữa là sinh nhật con gái yêu quý của tôi. Lần này bố kiếm được chút tiền mua cho con một sợi dây chuyền vàng ở Đông Hoàng. Con gái nhà người ta đều có sợi dây chuyền vàng. Con gái tôi thì không. Trong lòng bố không hề ấy nấy. A Liên cực kỳ cao hứng. Một tay đoạt lấy cái hộp gấm màu đỏ kia, mở ra xem. Một cái vòng cổ vàng ống. Phía dưới còn có một con việc nhỏ. Con việc nhỏ làm bằng vàng. A Liên kích động nói. Ba, cái này bao nhiêu tiền? bố của Liên nói. 23 gam, vừa vặn năm nay con 23 tuổi. Năm 1994 vàng 65 tệ 1 gram. Vậy sợi dây chuyền này có giá hơn 1.400 đô. Năm 1994, ở Thuận Đức Quảng Đông tuy không tính là nhiều tiền. Nhưng nếu so sánh với người làm công bình thường. Một tháng lương hơn 300 tệ. Đó cũng là rất nhiều tiền nhưng nếu so sánh với các ông chủ khác ở quảng đông đây đều là một chút tiền rải rác liên lớn như vậy chưa từng đeo dây chuyền vàng phấn khích đeo lên cổ tôi tìm thấy một chiếc gương trong căn phòng bằng sắt nơi tôi ngủ trên bãi cát thật ra là một cái kính nhìn trái nhìn phải vào gương hưng phấn vô cùng tháo xong các sông trên thuyền trời tối rồi bố của allen hơi mệt nằm nghỉ ngơi trong buồng lái của thuyền xi măng a à, liên có chút hưng phấn quá mức nhất định phải lái xe máy đưa tôi đi dạo phố đi trước mặt những bạn học nữ khinh thường hắn đắc ý hiển thị và khoe khoang bây giờ cô ấy cũng có vòng cổ vàng có lẽ con gái đều như vậy với những điều tốt đẹp luôn khoe khoang trước mặt bạn thân khiến bạn thân tức giận sau đó trong lòng mình vui như nở hoa tuy nhiên liên đi xe máy mà không tìm được bạn thân của mình bạn thân của cô cùng bạn trai đi ra ngoài điên cuồng a à, liên hơi thất vọng dừng xe máy ở quảng trường đặc biệt có chỗ lái xe máy sau đó đưa tôi đến bờ sông đức thắng đức thắng hà là con sông rộng nhất thị trấn đại lương cũng là phố đi bộ thư giãn vô cùng phồn hoa trên đường phố người đến người đi lan đeo vòng cổ vàng quanh cổ phấn khích như một đứa trẻ. Bỗng nhiên có một người đụng mạnh vào chúng tôi. Một nắm kéo sợi dây chuyền vàng của A Liên. Một sợi dây chuyền vàng 23 gram. Đó là một sợi dây chuyền vàng rất to. Mang cho con trai. Đều dư giả. Có lẽ bố của A muốn con gái mình khoe khoang. Cảm thấy mang quá nhỏ, khoe khoang chưa đã nghiền. Trên đời này nào có người cha nào không hiểu con gái mình chứ? nhưng cái vòng cổ đó quá to. Đeo trên cổ lấp lánh ánh vàng. Hai bên sông Đức Thắng lại là đường dành riêng cho người đi bộ. Người đến người đi. Allen và tôi đang đi bộ trên phố. Ngắm nhìn phong cảnh hai bên. Bỗng nhiên bị người ta đánh mạnh một cái. Sợi dây chuyền vàng trên cổ A Linh trong nháy mắt đã bị người ta cướp đi. Tôi liều mạng đuổi theo. Chỉ nghĩ đến việc bố của Liên đã cứu mạng tôi kéo tôi lên khỏi dòng sông làm sao tôi có thể không có lỗi với ông chủ liều mạng đuổi theo người kia người đó không cao bằng tôi liên tục đuổi theo mấy chục mét rốt cục một phát bắt được cánh tay người kia sau đó đem người kia ấn ngã xuống đất một cú đấm vào ngực người đàn ông nắm chặt tay người nọ buông tay người đàn ông ra cầm sợi dây chuyền vàng trên tay trong lòng có chút an ủi bỗng nhiên trên lưng một trận đau đớn cảm giác như bị rắn cắn vào eo nhìn xuống đi một con dao nhỏ đã cắm ở trên lưng tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền không dám buông tay người vây xem càng ngày càng nhiều tên trộm muốn lấy sợi dây chuyền khỏi tay tôi nhưng tôi nắm chặt quá tên trộm không dám chậm trễ thời gian trèo lên rồi chạy mất con dao nhỏ đó còn kém ở thắt lưng của ta đó là một con dao gọt trái cây nhỏ tuy rằng cắm không sâu lắm nhưng cũng đau đớn khó nhịn lan đẩy đám đông ra ngồi xổm xuống nhìn tôi này nước mắt lưng tròng nói vị quan minh anh không sao chứ anh không sao chứ tôi cười đưa sợi dây chuyền vàng trong tay cho a liên nói trang bị xong rồi đừng đeo lên cổ nữa ali vẫn khóc ông cánh tay tôi nói em có ngốc hay không có ngốc hay không rất nhanh có xe cảnh sát tới cảnh sát đẩy đám đông ra hỏi chúng tôi có chuyện gì lan vừa khóc vừa nói đã bị cướp xe cảnh sát bảo chúng tôi đưa đến bệnh viện nhân dân đại lương đến bệnh viện bác sĩ từ từ xử lý vết thương rút con dao gọt trái cây ra đau đến tê tâm liệt phế bác sĩ khâu lại mấy mũi an ủi liên mạng của bạn cô rất lớn lưỡi dao hơi lệch một chút là tới thận may mắn không sao dao cũng rất nhỏ không bị thương nhiều nghỉ ngơi vài ngày là khỏi a liên khóc đến nước mắt lưng tròng biết hắn hai ba tháng lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc thương tâm như vậy ba của a liên nghe được tin tức chạy tới mua rất nhiều trái cây vẻ mặt quan tâm nhìn tôi nói cao lão không sao chứ tôi đấu tranh để làm điều đó nói ông chủ không có việc gì dây chuyền vàng của ông mua quá thô a à, liên đeo trên cổ sáng loáng chiêu tặc nhớ thương dây chuyền vàng thô như vậy hoàn toàn có thể làm thành hai sợi nhỏ cha của liên bị tôi nói vừa muốn cười vừa nhịn không được thân thiết nói cao lão lần này nhờ có ngươi truyền nước muối ở bệnh viện khâu vết thương lại nghỉ ngơi hai ngày liền xuất viện liên vẫn chưa về nhà trên hành lang bên ngoài bệnh viện hỏi y tá xin hai cái chăn buổi tối cứ như vậy ngay ngốc ngồi sổng ở bên ngoài ta khuyên nàng về nhà đi cô nói không trả lời Vạn nhất anh xảy ra chuyện gì, em và ba em sẽ ấy nấy cả đời. Ở bệnh viện hai ngày, cảm giác trên người không còn đau nữa. Chính là lúc đi đường vết thương kéo thắt lưng đau. Những thứ khác cũng không có gì. Chỉ muốn thúc giục liên làm thủ tục xuất viện. A à, liên hoảng hốt nói: Không được không được. Vạn nhất bị uống ván thì sao? Ở thêm hai ngày. Anh biết không? Hai ngày trước em sợ muốn chết thật lo lắng anh gặp chuyện không may tôi cười và nói tôi đã nghe một truyền thuyết về một người chết ở đâu sau đó sẽ đầu thai và tái sinh trở thành người ở đâu tôi rất hy vọng là ở quảng đông vậy thì kiếp sau tôi sẽ trở thành người quảng đông tôi sinh ra ở an huy nửa đời trước thật khổ sở niềm vui của cuộc đời tôi đã trải qua ở nông trại hoàng hoa tỉnh giáo sư nếu thời gian có thể quay ngược tôi sẽ không bao giờ để bố mẹ tôi làm thủ tục trở lại an huy điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là đã biết thân thế của mình nếu tôi không biết thân thế của mình ở thị trấn ngọc môn thật tốt cam túc học tập nghiêm túc không thể nói có thể thi đậu đại học cam túc nơi đó mặc dù lạnh nhưng con người rất tốt bạn học và bạn học đều quan tâm lẫn nhau thầy cô cũng quan tâm học sinh đến an huy nhận hết sự xa lánh của thân thích, cùng xem thường, không cảm nhận được một chút vui vẻ trong cuộc sống. Cho đến năm 91, tôi đi làm thêm ở An Sơn, Đông Bắc. Quen biết cô gái Yên Hồng ở An Sơn, mới qua một năm vui vẻ. Nhưng em trai anh ấy luôn ghét tôi. Con người tôi không chịu nổi bất cứ ủy khuất nào. Ai đó làm tôi tức giận, tôi sẽ rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Sau đó chia tay. Đến Quảng Đông này, tuy rằng chịu rất nhiều khổ. Nhưng rất nhiều người Quảng Đông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ta mới thật sự cảm giác được cuộc sống vẫn rất tốt đẹp. Tự như đến Thuận Đức đi. Làm công ở phiên ngu bị người ta lừa. Vì chạy trốn thật vất vả nhảy xuống sông. Tôi cứ tưởng mình sẽ chết đuối. Không ngờ lại đụng phải thuyền xi măng của cha cậu. Bố cậu đã cứu tớ. Nhà anh là ông chủ của tôi anh đối với tôi lại không có một chút kiêu ngạo của ông chủ toàn bộ quảng đông đều tìm không thấy giống như nhà các ngươi đối với ta tốt như vậy có mấy ông chủ sẽ trông coi người làm công nhà mình ở trong bệnh viện than ôi nếu tôi thực sự chết tôi thật sự rất thích có thể chết ở quảng đông kiếp sau trở thành người quảng đông vốn còn muốn nói thêm hai câu lan chặn miệng tôi lại tức giận nói anh nói bậy bạ cái gì đừng nói bậy bạ nữa được không hai ngày nữa là sinh nhật em rồi em không muốn vì anh mà làm cho mình tức giận anh ở bệnh viện thêm hai ngày nữa tôi bước ra khỏi phòng bệnh nhìn mặt trời trên bầu trời hãy nói các sông mà cha bạn đã đào từ đông quang có hàng chục tấn tôi chưa sàn cát bạn ở đây trông chừng tôi mỗi ngày đã hai ngày không làm ăn gian hàng của chúng tôi không bị người khác chiếm dụng. A Liên bị tôi chọc cười, nói. Sa trường buôn bán cũng không có. Sàn hay không sàn các không quan trọng. Gian hàng ngày nữ nhân là chúng ta bỏ ra 1.200 tệ thuê. Ai dám đi chiếm? Chiếm gian hàng của chúng ta thì đi tìm không thúc. Tôi vẫn không muốn nằm viện. Liên đốc thúc A Liên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Liên thật sự không có biện pháp liền làm thủ tục xuất viện. Ở viện hai ngày, bốn mũi khâu đã được khâu, tốn hơn một nghìn đồng. Tôi đau lòng nói, ba tháng tiền lương lại hết rồi. A à, Liên đỡ tay tôi, nói, không được nói những lời ngu ngốc. Vào tháng 9 âm lịch năm 1994, Thuận Đức Quảng Đông vẫn rất nóng bức. Chỉ là buổi sáng và buổi tối hơi lạnh. Người đi dạo chợ đêm trên đường phố nếu nhìn thấy người mặc âu phục. Vậy 100% là làm công ở tỉnh ngoài. Người Quảng Đông rất ít khi mặc âu phục. Người Quảng Đông đều là áo phông vô cùng đơn giản. Dép. Yep. Đàn ông địa phương thích đeo một cái dây chuyền ngọc trên cổ. Nữ nhân thích mang một sợi dây chuyền vàng tinh tế. Nhưng sau đó trên đường phố có người cướp dây chuyền vàng. Một sợi dây chuyền vàng đoạt tới tay. Ít nhất cũng có thể bán được 7-800 nếu vòng cổ vàng to, vậy có thể bán hơn một nghìn. Tương đương với làm công mấy tháng tiền lương. Sau đó còn có cướp bông tai vàng. Trên đường cái nhìn thấy người phụ nữ đeo một bông tai vàng trên tai. Tìm thư uyển cứng trắng kéo xuống. Đem lỗ tai người ta đều kéo đến chảy máu. Người đeo khuyên tai vàng trên đường phố càng ngày càng ít. Dây chuyền vàng cũng càng ngày càng ít. Khi đó kiểm tra thẻ tạm trú vô cùng nghiêm khắc lấy thẻ căn cước tạm trú ra. Không có đâu, lập tức bảo hắn thông báo cho người nhà đến. Lúc đó chỉ cần nhìn thấy người mặc quân phục Ngụy Trang. Nói thật ta liền hoảng hốt. Cũng may A Liên giúp tôi làm một tấm thẻ tạm trú. Hiện tại lại nhìn thấy người mặc quân phục Ngụy Trang, trong lòng sẽ không hoảng hốt như vậy. Ra khỏi bệnh viện, Allen đi xe máy. Cho tôi ngồi ghế sau xe máy của anh ta. Tôi nói với cô ấy, đừng lái xe máy nhanh như vậy a à, liên quay đầu lại ông nhu nói ngươi yên tâm ta không ngốc vết thương của ngươi không hoàn toàn lành lại đâu sợ nhất là gặp gió vốn ta muốn gọi taxi nhưng gần đây trong nhà phải dùng tiền nhà của chúng ta ngói đều có chút rỉ nước cha ta nói ở đông hoàng kiếm được một ít tiền muốn đổi ngói trên nóc nhà cho nên mới lái xe máy đến đón ngươi xuất viện. Tôi thở dài, nói. Nếu nhà các anh sửa nhà muộn hơn 10 ngày thì tốt rồi. Khi đó sức khỏe tôi hồi phục không kém nhiều lắm. Cũng có thể leo lên nóc nhà. Giúp ông chủ làm việc. A à, Liên cười nói. Em nói với anh bây giờ phải sửa sao? Em chỉ nói cha em chuẩn bị sửa lại nhà. Để em tiết kiệm chút tiền dùng. Tôi gật đầu, nói dây chuyền vàng cha cậu mua về sau đừng đeo ở ngoài nữa. Muốn đeo thì đeo ở nhà, tớ thật sự sợ. Liên nói. Không đâu, sợi dây chuyền vàng này là cậu dùng mạng đoạt lại từ tay tên trộm. Ta muốn hảo hảo quý trọng. Đáng tiếc khuy dây chuyền bị tên trộm kéo đứt. Ước tính ít nhất mất một gram. Thật đáng tiếc. Tôi gật đầu, nói. Thật đáng tiếc. Đó là quà sinh nhật của anh. Chương 10 Tỉnh dưỡng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lan lái xe máy đưa tôi về nhà Ba của A Liên đứng ở cửa chờ Nhà A Liên họ Trần Người khác đều gọi hắn là Trần Lão Đại Tôi luôn gọi ông ấy là sếp A Liên tên là Trần Tuệ Liên Bình thường rất điêu ngoa Hai ngày nay đột nhiên trở nên rất dịu dàng Sau khi về đến nhà Tôi ra khỏi xe máy ông chủ đều nói cậu chậm một chút vết thương còn chưa lành đâu tôi nói không sao ông chủ đã nấu cơm xong rất phong phú ông chủ còn đặc biệt mua một con giáp ngư cả đời tôi chưa từng ăn thứ này không biết ăn thế nào ông chủ nói ăn súp là được canh giáp ngư đại bổ thịt thật ra không có gì ngon a à, liên cười nói hôm nay ta mượn ánh sáng của ngươi nhà chúng ta đã lâu không mua giáp ngư tôi bưng bác đi xới cơm ông chủ nói cao lão cậu ngồi đi để liên đi mua cơm tôi đành phải ngơ ngác ngồi lan chuẩn bị đi lấy hai chai bia ông chủ nói vết thương của cao lão chưa lành cố gắng đừng uống rượu a à, liên liền đem bia đặt trở lại tủ bác ông chủ nói cao lão buổi tối cậu không nên trở lại xa trường ở nhà sắt bị rò gió. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng ở tầng 2 cho cậu. Cậu lên tầng 2 ở, bảo A Liên lên tầng 3 ở. Người Quảng đông bình thường đều là tiểu lâu 3 tầng. Tầng thứ 3 đều là phòng tạp vật. Ông chủ cư nhiên đem phòng tạp vật dọn dẹp sạch sẽ. Để cho con gái mình đi ở phòng tạp hóa. Trong nháy mắt đem lệ nóng của ta cảm động doanh trồng. Tôi vội vàng nói không không thể bị người khác biết sẽ nói lung tung tôi vẫn phải đến ở phòng sắt trên sa trường ông chủ cười và nói người quảng đông chúng tôi không giống như người phương bắc các anh người quảng đông chúng tôi không có nhiều thứ để nói và bạn bị thương vì giúp con gái tôi mọi người trong làng đều nói rằng bạn là một anh hùng ai sẽ nói lung tung nhà sắt ở trung tâm thương mại bị rò rỉ gió Lỡ bạn bị lạnh thì sao? Nghe lời. Người Quảng Đông rất ít khi để người tỉnh ngoài ở nhà. Tôi chưa từng nghe nói người Quảng Đông nào thu nhận người tỉnh ngoài ở nhà. Ông chủ để tôi ở nhà. Bảo con gái mình lên tầng 3 ở phòng tạp hóa. Ai, cha mẹ ruột của An Huy tôi đều không làm được. Anh trai ruột của An Huy tôi làm một chén sủi cảo ăn. Đều phải đợi sau khi tôi đi học tự mình lén lút ăn nghĩ đến đây tôi không chỉ khóc ông chủ hỏi tôi sao vậy vết thương có đau không tôi khóc và nói ông chủ ông đối xử với tôi tốt hơn cả mẹ ruột của tôi tốt hơn cả anh trai ruột của tôi tôi lớn lên như vậy chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy ông chủ nở nụ cười nói cái gì cha mẹ cậu chính là cha mẹ cậu cho dù đối xử không tốt với cậu cũng đừng oán giận chúng ta đây đều là mệnh cậu giúp con gái tôi đoạt lại dây chuyền lại cùng con gái tôi bày sạp buôn bán tôi nghe nói lần trước đánh nhau cậu vì bảo vệ con gái tôi mà liều mạng với người ta tôi liền coi cậu là người thân chăm sóc cậu chẳng phải là nên làm sao đến đây đến đây đến đây ăn cơm ăn cơm chúng ta đừng nói những thứ khác nữa. Chị Liên múc cho tôi một bát canh giáp ngư đầy ắp. Gãy trước mặt tôi. Nước mắt của tôi. Trong nháy mắt cảm động nhỏ xuống bát canh giáp ngư kia. Ăn xong, tôi vẫn muốn đi. Đi ngủ trong phòng sắt ở xa trường. Bởi vì tôi sợ người trong thôn sẽ nói xấu. Ảnh hưởng xấu đến Liên. Ba của A Liên thấy tôi vẫn muốn đi, nháy mắt với A Liên alen đóng cửa lại khi cô đi đến cửa thời gian đã hơn 10 giờ tối bố liên nói bố đã dọn dẹp xong cho con ở tầng hai con đừng cứng đầu như vậy a à, liên đi lấy nước rửa chân đi bong bóng chân cho cao lão nó làm tôi giật mình có thể giữ tôi ở lại ta đều cảm động vô cùng rửa chân cho tôi thì tôi không làm ta sao có thể để cho nữ hài tử ngâm chân cho ta chứ? Vội vàng đứng lên nói ta tự mình tới, ta tự mình tới. Liên không kiên trì nữa. Chỉ là bưng tới một cái chậu rửa chân màu trắng. Rửa mặt xong, ba của A Liên nói. A Liên, con dẫn cao lão lên lầu hai xem. Tiểu lâu ba tầng nhà A Liên là một tòa nhà cũ, lầu hai đều là tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ trải một tầng thảm đi ở phía trên cũng có chút thanh âm kẽo kẹt a à, liên mở cửa trong phòng có mùi thơm ngát tôi càng không muốn đây chắc chắn là ngôi nhà mà trước đây liên đã ngủ a à, liên nói anh đừng cứng đầu với ba em ông ấy cho anh ở đây anh chính là ở đây tôi sống ở tầng ba tôi nhỏ giọng nói đây có phải là nơi anh ở không a à, liên khẽ gật đầu nói lúc cha em nói với em vốn em cũng không chịu trong lòng em nghĩ. Cho anh đi ngủ với cha em. Nhưng cha em nói. Buổi tối thích ngấy. Lo lắng anh không ngủ được. Cha em đối với anh thật tốt. Cảm giác tốt hơn cả đối với em. Anh cứ ngủ ở đây đi. Giường em đều đổi mới cho anh. Anh cho rằng em sẽ đem giường của em cho anh dùng sao? Anh nghĩ đẹp. Giường là mới mua. Hơn 10 giờ nếu như anh ngủ không được. Em tìm cho anh một quyển sách đọc. Anh thích đọc sách gì? Tôi lắc đầu, nói. Em không muốn đọc sách gì cả. Trong lòng em nhớ rõ. Hôm đó bày sạp trở về. Anh cho em 200 tệ. Để em chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Em còn chưa nghĩ ra nên chuẩn bị cái gì. Tối nay em muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. A Liên nở nụ cười, Nàng thật sự cười rất vui vẻ. Một khuôn mặt lần đầu tiên nhìn thấy má cô xuất hiện lúng đồng tiền. Liên lớn lên tương đối gầy. Bình thường nữ hài tử lớn lên gầy là rất ít có lúng đồng tiền. Lần này có thể bởi vì trong lòng thật sự rất vui vẻ. Một khuôn mặt cư nhiên xuất hiện lúng đồng tiền nhỏ. A à, Liên cười hỏi tôi. Vậy cậu nghĩ kỹ chưa? Tặng quà gì cho tôi? Tôi lắc đầu, nói em ở bệnh viện đã suy nghĩ hai ngày rồi cũng không nghĩ ra nên tặng anh cái gì có lẽ là em quá ngốc a à, liên cười nói con người anh tương đối ngốc nhưng cũng may chân thành không đùa giỡn với em trong lòng có cái gì thì nói cái đó em cũng có thể yên tâm lớn mật nói với anh một số chuyện sẽ không lo lắng anh dở trò xảo quyệt với em người đàn ông khác có thể không làm được đây có thể là điểm duy nhất em thích anh được rồi muộn rồi ngủ sớm một chút đi ta nhìn bóng lưng hắn xoay người nhìn không được mở miệng nói nếu không ta làm sủi cảo cho ngươi ăn đi người quảng đông các ngươi rất ít ăn sủi cảo người phương bắc chúng ta am hiểu nhất chính là làm sủi cảo được không a à, liên xoay người nói được em thật sự rất ít ăn sủi cảo trước kia bạn học mời ăn rồi cảm giác không ngon lắm hy vọng anh làm có thể khiến em cảm thấy ngon em còn tưởng anh muốn tặng hoa cho em chứ tôi xấu hổ lắc đầu nói tôi chưa từng mua hoa bán hoa đều là tiểu cô nương tôi ngại đi mua người quảng đông đều dậy rất sớm trời vừa sáng đã dậy tôi nghe thấy tiếng ông chủ dưới lầu thức dậy cũng nhanh chóng rời giường bất cứ nơi nào cũng có quy định này. Chủ nhà đều thức dậy. Tôi là khách. Sao dám ngủ nướng chứ? Tôi ngồi dậy khỏi giường. Cảm giác được trên lưng vẫn có một chút đau. Một loại đau đớn lo lắng. Tay vịn eo, chậm rãi mặc quần áo tử tế. Gấp chăn xong, đi xuống lầu. Thấy ông chủ đang ngồi trong nhà chính dưới lầu. Ông thùng thuốc lá. Ống khói nước là nơi cắm một ống đồng nhỏ hoặc ống trúc nhỏ ở giữa ống trúc, làm một chỗ đốt khói, gọi là ống khói, bên trong ống trúc chứa nước, chỗ mở miệng phía trên, dùng để hút thuốc. Khi hút thuốc, khói được lọc qua nước trước, sau đó hít vào miệng. Có rất nhiều người nói rằng điều này sẽ làm giảm rất nhiều độc tố. Ống hút nước, hút khi cô đơn, hút khi vui vẻ, hút khi mệt mỏi, hút khi bi thương. Hút thuốc lá rất trẻ, hơn 10 tệ có một túi lớn nhưng người hút thuốc lá không phải vì tiết kiệm tiền nếu như tìm không thấy sợi thuốc lá bọn họ cũng sẽ mở sợi thuốc lá ra bỏ vào trong ống thuốc lá hút ba của liên thấy tôi dậy sớm như vậy cười đứng lên chào hỏi tôi hỏi tôi dậy sớm như vậy có khác nước không tôi nói một chút sau đó cầm lấy chai trà trên bàn rót một tách trà nóng ông chủ cười nói cao lão cậu đừng để ý a à, con người tôi không có thuốc lá hút sẽ choáng váng đầu óc, tứ chi vô lực, tinh thần không phấn chấn. Năm xưa xuống đồng làm việc, lên núi đốn củi, xuống sông đánh cá. Thừa dịp chợ bán cá, bên người luôn mang theo ống hút nước, bất kể thời gian, bất kể trường hợp nào, khi nghiện thuốc lá đến, liền tiện tay cầm lấy ống hút nước bên người, ung ục đô đô nhả khói một phen. Sau đó, tinh thần cũng tăng lên, vừa rồi còn là một con cu vỏ mềm, lập tức lại biến thành một con mảnh hổ. Ông chủ nói xong, liền tự mình nở nụ cười. Trên tường nhà chính có một khung ảnh. Bên trong là ảnh đen trắng, ảnh màu. Giống như giết so. Đánh vần khung ảnh đầy đủ. Trước đây tôi đã đến nhà Allen vài lần. Nhưng đều là đứng ở ngoài cửa. Vì bố của Allen không có ở nhà. Tôi rất ít khi vào nhà. Lần này ở trong nhà chính mới là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn khung ảnh này bên trong có rất nhiều hình ảnh của liên khi còn nhỏ một số hình ảnh của mẹ lan nhìn ảnh mẹ liên rất giống liên ông chủ nhìn tôi đang xem ảnh vẻ mặt bỗng nhiên có chút cô đơn nói vợ tôi chết sớm bình thường tôi cũng không có ai nói chuyện liền mê hút thuốc thùng nước con gái tôi thường bảo tôi đừng hút nhưng tôi không hút thuốc thì có thể làm gì chứ tôi cười nói với ông chủ lúc rảnh rỗi vô sự tôi cũng mua thuốc lá hút. Mua Dương Thành hai đồng năm một bao kia, lúc không có tiền thì mua Hercules sáu hào một bao. Ông chủ cười ha ha, nói. Bạn ở nhà tôi, tôi chưa bao giờ thấy bạn hút thuốc. Có phải sợ con gái tôi nói. Trong ngăn kéo bàn của tôi có thuốc lá. Người khác tặng tôi. Manbo. Nếu bạn muốn hút thuốc, hãy mạnh dạn đi hút thuốc. Có tôi ở đây con gái tôi không dám nói về bạn. Tôi khiêm tốn nói. Không được không được. Tôi hút thuốc không có nghiện. Chỉ hút chơi thôi. Ông chủ cười nói. Không sao. Hút không. Đoán chừng bây giờ con gái tôi còn đang ngủ nướng. Nó không nhìn thấy. Năm 1994, đường Vạn Bảo đã bán được 10 đồng. Khi đó chính là khói tốt. Chỉ muốn gọi một điếu nếm thử. Thuốc lá Manbo, được sản xuất bởi Madrid và có nguồn gốc từ Anh. Sau đó đăng ký tại Mỹ. Mười thương hiệu thuốc lá bán chạy nhất thế giới trên truyền hình thuận đức, Quảng Đông vào thập niên 90. Thường thấy quảng cáo thuốc lá Manbo. Đó là một nhóm cao bồi Mỹ. Lên ngựa. Hình ảnh chiếc Mercedes trên thảo nguyên miền Tây nước Mỹ. Sau đó chính là một câu quảng cáo kinh điển của Vạn Bảo Lộ. Hương vị của thuốc lá Manbo rất đậm đà. Thuốc lá trong nước không thể so sánh. Ta vừa mới đốt, chợt nghe thấy tiếng bước chân trên lầu. Sợ tới mức vội vàng dập tắt điếu thuốc. Ông chủ nhìn, nhìn không được cười ha ha. Nói. Tiểu tử ngươi về sau cũng là một quỷ sợ vợ nha. Alan đi xuống lầu. Nói với ông chủ. Lão đậu, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng hút thuốc. Anh không nghe ngày nào bị bệnh phổi còn không phải tôi chăm sóc anh sao ông chủ cứ như không nghe thấy căn bản không để ý tới hắn a liên nhìn ta nói vị quan minh dậy sớm thế đã rửa mặt chưa tôi nói tôi không biết nhà vệ sinh của anh ở đâu a liên nói ngươi đi theo ta nói xong đẩy ra một cánh cửa nhỏ bên trái nhà vệ sinh có buồn lan đưa cho tôi một cái khăn mới nói trên người anh đau có muốn tôi giúp anh không tôi nói không cần a à, liên nói vậy anh tắm trước tắm xong em sẽ tắm tắm xong đợi lát nữa chúng ta nấu cơm cơm nước xong em dẫn anh đi chơi tôi nói được tôi đã lau nó đang tìm bàn chải đánh răng nhìn bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh đều đã dùng qua. Không dám tùy tiện dùng lung tung. Chỉ cần đi ra. Liên tiếp vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong. Lại lọc bọc chạy lên lầu. Tôi biết cô ấy chắc chắn đã đi trang điểm. Mười mấy phút sau. Allen nằm xuống. Rửa sạch nồi cơm điện. Vào bếp nấu ăn bên trong. Tôi nói chuyện với ông chủ. Nửa tiếng sau. Allen đã phục vụ anh, hai phần canh trứng. Hai bát cháo thịt nạc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lan nấu ăn. Trước kia cô ấy luôn đưa tôi đến quán trà. Cháo nấu rất ngon. Nhưng cháo thịt nạc nấu cũng không dám khen tặng. Bởi vì thịt nạc cắt quá thô. Giống như một miếng thịt. Kích thước không đồng đều. Chưa cho muối vào. Trong lòng tôi nghĩ, có lẽ người Quảng Đông vốn thích thanh đạm. Ba Liên ăn một miếng, nói: "Sao gì không cho muối vào?" A Liên mới xấu hổ cười, nói: "Quên rồi." Ba của A Liên khoát tay áo, nói: "Hay là để ba đi." Thịt băm cắt to như vậy. Ba Liên nói xong, bưng hai chén cháo thịt nạc qua. Quản lý đường bộ tiện tay đem cháo thịt nạc trong nồi đổ vào một cái chậu bên cạnh. Sau đó bố của A Liên bước vào bếp làm lại lần nữa. A Liên nhìn tôi cười xấu hổ, nói. Bình thường đều là ba tôi nấu cơm. Lúc ba tôi không ở nhà, mỗi ngày tôi đều đến quán trà. Bản thân tôi nấu cơm rất ít. Hôm nay vốn định biểu hiện một chút. Đã quên cho muối vào rồi. Sau một thời gian, ba của Liên một lần nữa bưng cháo thịt nạc anh làm lên. Thịt băm tinh tế giống như thịt bò trong mì sợi lan châu. Rất mỏng giữ nó trong miệng. Lối vào liền tan. So với cháo thịt nạc ăn trong khách sạn còn ngon hơn. Ông chủ nói. Con gái tôi. Từ nhỏ cái gì tôi cũng luyến tiếc để nó làm. Bây giờ lớn như vậy, nấu cơm cũng làm không tốt. Sau này nếu kết hôn thì làm sao được? Lúc ăn cơm, Liên nói với ông chủ. Lão đậu, hai ngày trước bí thư thôn tới tìm tôi họp. Nói là muốn tu sửa lại đền thờ. Muốn nhà chúng tôi trả hai nghìn tệ. Lúc đó trên người tôi không có tiền. Mật khẩu sổ tiết kiệm của chúng tôi chỉ có anh biết. Anh cơm nước xong đi tìm bí thư chi bộ thôn. Đưa hai nghìn tệ đi. Ông chủ gật đầu, nói. Biết rồi. Muốn nói ý thức của cả nước đối với dòng họ mạnh nhất chính là Quảng Đông. Từ đường cả nước có một nửa ở Quảng Đông, tổng sản lượng ước chừng hơn 10 vạn tòa khu vực Triều Châu sáng đầu có ý thức dân tộc mạnh nhất trong nước, tỷ lệ ly hôn cũng thấp nhất cả nước, bởi vì văn hóa dân tộc của họ tuân theo tư tưởng nho gia truyền thống. Quốc hữu quốc pháp, tộc hữu gia quy, mà duy trì loại quy cũ này chính là gia phả, nữ hài bất nhập từ đường, danh tự bất nhập gia phả cũng là một trong những gia quy tồn tại trong rất nhiều dòng tộc ở Quảng Đông. Nhưng bây giờ có nhiều con một. Một số gia đình không có con trai hội nghị dòng họ lại không thể không cho người ta tham gia nữ hai tử chậm rãi cũng có thể đi từ đường họp cuộc họp gia tộc cuối cùng trong thôn cho liên đi tham gia bố liên ăn cơm xong liền đi tìm bí thư thôn bí thư thôn bình thường đều là người đứng đầu dòng họ trong tông tộc có bối phận dài nhất hoặc có quyền lực hơn nữa làm bí thư thôn chàng trai trẻ trong làng cô gái trẻ nhìn thấy bí thư thôn đều vô cùng lễ phép chào hỏi. Nông thôn An Huy như thế nào, thường xuyên mắng bí thư thôn có rất nhiều. Lúc nhỏ tôi thường xuyên mắng bí thư thôn. Anh ta nói anh ta ông ấm trà cả ngày. Suốt ngày bày cái giá quan. Cái quái gì thế? Nhưng ở Quảng Đông. Tìm thư uyển, bí thư thôn đại bộ phận đều là người đứng đầu trong gia tộc, ai dám mắng người ta. Tìm đánh. Bố liên đi học, liên dẫn tôi đi chơi phơi nắng tôi nói tôi muốn về xa trường thăm hai con chó săn lớn kia mấy ngày rồi không cho ăn a à, liên cười nói hai ngày nay ba em ngày nào cũng cho ăn hai con chó của ba em rất để ý anh yên tâm đi tôi nói vậy em cũng muốn đi anh biết không trong lòng em đặc biệt hận đại ca của em em đặt tên cho một con chó là đại ca em liền mắng nó mỗi khi tức giận nhưng mặc kệ em mắng thế nào con chó săn lớn đó thấy em đều vẫy đuôi em nắm dây thường trượt nó liền nhào lên người em nhưng thân thiết rồi em cảm thấy con chó đó tốt hơn đại ca của em nhiều bây giờ em không gọi nó là đại ca nữa em đặt lại tên cho nó gọi là nông trường hoàng hoa một con chó khác em đặt tên nó là Ngọc Môn Trấn. Đó đều là nơi em từng ở khi còn nhỏ. A Liên cười ha ha. Nói. Ngươi thật là tổn hại. Đến xa trường, hai con chó săn lớn nhìn thấy ta rất vui vẻ. Nhảy nhót. Đem xích sắt buộc chó đều sắp nhảy gãy. Tôi thả hai con chó ra. Hai con chó nhào tới nhào lui trên người tôi. Đâm vào vết thương của tôi đau. Chơi với hai con chó một lúc lại xích hai con chó bên cạnh lồng sắt ngồi trong phòng sắt a liên nói đừng đùa với chó nữa đi vào thị trấn uống trà nói xong a liên khởi động xe máy tôi ngồi ở ghế sau xe máy chẳng mấy chốc đã đến thị trấn thị trấn có nhiều con sông sông tokusen là sông rộng nhất sông đại lương cũng rất rộng kém không nhiều hơn hai mươi mấy mét thường xuyên có người chèo thuyền rộng ở bên trong bên bờ sông đại lương có rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ trỏ nói là có người chết đuối